Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 176. Rất nhanh xe đã đến. Là một chiếc xe cổ, nhìn thì rất cũ kỹ, nhưng thật ra lại là xe mới, giá trị không nhỏ. Như vậy, cuộc sống của nữ nhân này nhất định rất giàu có, không đến mức đêm hôm khuya khoát còn ra đường thay người ta kiếm khách. Cho nên, trong đó tất có nguyên nhân khác. Đại tỷ, còn không biết xưng hô như thế nào đây. Trước khi leo lên xe, Lam Y Nhân thuận miệng hỏi. Đại tỷ Phong Vận mỉm cười trả lời, các người cứ gọi ta Phong tỷ là được. Hai người tên gì? Ta tên Lam Nguyệt, Lam Y Nhân dùng tên giả, sau đó chỉ vào Hạ Thiên, đây là chồng của ta, hắn tên là. Hạ Thiên lười biếng nói, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Ha ha, cái tên rất hay, Đại tỷ Phong Vận sửng sốt. Sau đó cười khẽ hai tiếng, cũng không biết nàng ta cảm thấy cái tên của Hạ Thiên hay là chỉ tùy ý ứng phó, hơn nữa còn dễ nhớ, nghe xong là nhớ rất kỹ. Hạ Thiên thản nhiên nói, không nhớ được cũng chẳng sao. Nếu đến nơi mà không có mỹ nữ tuyệt thế, về sau ngươi không cần nhớ bất cứ cái tên nào nữa. Hạ Tiên sinh thật biết nói đùa, Đại tỷ Phong Vận cũng không cho là thật, ngược lại còn cười to lên, hai vị đến thành phố Thiên Hải du lịch hay là đến thăm người thân. Bạn bè. Ngươi cứ xem như chúng ta đến du lịch đi. Lam Y Nhân cười nhạt, sau đó hỏi, ta thấy gia cảnh của đại tỷ không tệ lắm. Xe nhìn không rẻ chút nào, hẳn cũng không phải người thiếu tiền, tại sao lại phải chạy ra đường kéo khách thế? Đại tỷ Phong Vận thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ta biết các người nhất định cảm thấy rất lạ, nhưng ta cũng không còn cách nào, sự việc có chút gấp, cho nên ta mới ra ngoài đường cái kéo người. Chuyện gì mà phải cần gấp đến như thế? Lam Y Nhân hỏi. Bây giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, chờ các ngươi đến đó thì biết. Lúc này, Đại tỷ Phong Vận nhấn nút mở cửa xe, còn bồi thêm một câu, đương nhiên, ta sẽ không hại các người đâu. Ngược lại, nếu các người may mắn, nói không chừng còn có thể phát tài. Nghe xong, Lam Y Nhân lại càng thêm hoài nghi nữ nhân kia nhất định đánh chủ ý vào nàng và Hạ Thiên. Tuy nhiên, nàng cũng không gấp gáp, có Hạ Thiên bên cạnh, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm. Lam Y Nhân cười nói, đại tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta từ nơi khác đến cho nên dễ lừa gạt. Hay là ngươi cảm thấy trí thông minh của chúng ta không cao nên dễ bị lừa? Ta lừa các ngươi làm gì? Chẳng lẽ ta còn là bọn buôn người sao? Đại tỷ Phong Vận hơi bất mãn với phỏng đoán ác ý của Lam Y Nhân, nhịn không được liền nói, được rồi, nói cho các người biết cũng không sao. Các ngươi có biết ly hồn chứng không? Ly hồn chứng, Lam Y Nhân sửng sốt, hơn nửa ngày nữa mới lấy lại tinh thần, người nói là tâm thần phân liệt à? Đại tỷ Phong Vận lắc đầu liên tục, có chút ghét bỏ thuyết pháp của Lam Y Nhân, Lam tiểu thư, người nói vậy không được. Ly hồn chứng là ly hồn chứng, chính là bảy hồn ba phách không còn, cả người ngơ ngơ ngác ngác. Tinh thần phân liệt là cách nói của người phương Tây, là đầu óc không tốt. Làm sao có thể nhập lại làm một được? Vậy thì nó có liên quan gì đến việc ngươi kéo chúng ta đi thuê khách sạn? Lam Y Nhân cảm thấy khó hiểu, ông xã, nếu không, chúng ta đến khách sạn mình đặt vừa nãy đi. Xem ra, không nói rõ ràng với các ngươi thì các ngươi sẽ không yên tâm. Đại tỷ Phong Vận hiển nhiên không nghĩ đến sẽ trò chuyện về phương diện này. Tuy nhiên, nếu không trả lời, nàng ta sợ Lam Y Nhân và Hạ Thiên sẽ đổi ý không đi. Nàng ta quyết định nói thẳng, tuy nhiên, sau khi nghe xong, các ngươi không thể đổi ý không đi đấy. Lam Y Nhân mỉm cười nói, ta chỉ là không muốn bị mơ mơ màng màng thôi. Nếu thú vị, ngươi không nói ta cũng muốn đi xem. Hạ Thiên nhếch miệng, ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với mấy thứ này, chỉ muốn gặp tuyệt thế mỹ nữ mà ngươi nói thôi. Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại tỷ Phong Vận do dự một chút, quyết định nói thẳng, thật ra ta tìm các ngươi chính là chữa bệnh cho một người. Tinh thần Lam Y Nhân run lên, người này quả nhiên đã sớm biết thân phận của Hạ Thiên. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Đại tỷ Phong Vận đã khiến nàng bỏ đi suy nghĩ này. Gần đây, Đại tiểu thư từ ra mắc ly hồn chứng, cứ điên điên khùng khùng cho đến nay. Đại tỷ Phong Vận chậm rãi giải thích, từ lão gia tử đã mời rất nhiều danh y trong và ngoài nước, kết quả đều thúc thủ vô sách. Cuối cùng, ông phải nhờ Hạ Thần Y ra tay mới miễn cưỡng ổn định bệnh tình. Hạ Thần Y, Lam Y Nhân nghe xong cái tên này,
không khỏi quay sang nhìn Hạ Thiên, cười hỏi, không phải là Hạ Thiên chứ? Chính là Hạ Thiên Hạ Thần Y, trùng tên trùng họ với chồng của ngươi. Vừa rồi, khi ta nghe đến cái tên này, không phải ta đã khen cái tên hay sao? Đại tỷ Phong vẫn cười khẽ, vỗ tay nói, đúng là trùng hợp thật. Tuy nhiên, Hạ Thần Y của chúng ta đã 120 tuổi rồi, sức khỏe còn rất tốt, chẳng khác gì mới 40. Hạ Thiên nhếch miệng, điều này nói rõ hắn chỉ mới 40. Lam Y Nhân chỉ cười, không nói gì nữa. Dù sao, bây giờ nàng cũng không thể nói Hạ Thần Y kia chính là mạo danh Hạ Thiên, cũng chính là một tên lừa đảo. Chỉ là tên lừa đảo này thổi rất lợi hại. Đừng nói mò nữa, Đại Tỷ Phong vẫn liên tục khoát tay, Hạ Thần Y đã đưa cho Từ gia một phương thuốc rất thần kỳ, nói chỉ cần tìm 100 thanh niên nam nữ cùng tuổi với Từ đại tiểu thư, sau đó cùng nhau chú dương dạ âm 3 ngày 3 đêm là được. Đây là nguyên lý gì thế? Lam Y Nhân vô cùng nghi hoặc, quay sang hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, Đại Tỷ Phong vẫn đã nói, Hạ Thần Y nói, đây là mượn âm dương khí của 100 thanh niên nam nữ để nuôi hồn phách, khiến cho hồn phách bị thiếu hụt của Từ đại tiểu thư tự lành tự sinh. Vô nghĩa, Hạ Thiên bó tay, mấy lời nói nhảm vậy mà cũng có người tin. Đại Tỷ Phong vẫn gấp lên, vội vàng bác bỏ lời Hạ Thiên, này, người tuyệt đối không được ăn nói lung tung. Hạ Thần Y chính là thần y nổi tiếng thành phố Thiên Hải chúng ta đấy. Lam Y Nhân nói, hắn chỉ nói một chút thôi, có liên quan gì đâu. Chẳng lẽ ông ta còn có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ có thể nghe lén sao? Tốt nhất vẫn đừng nên ăn nói lung tung. Đại Tỷ Phong vẫn nhỏ giọng nhắc nhở, Hạ Thần Y rất thần kỳ, các ngươi đừng nên khinh thường ông ấy. Lần này, yêu cầu Từ gia quá cao, chẳng những cần thanh niên nam nữ, hơn nữa còn có yêu cầu về tướng mạo và tướng mệnh. Bên kia thúc ta không còn cách nào phải kéo người trên đường. Cái này lại càng không đúng. Lam Y Nhân phát hiện một sơ hở, nếu đã có yêu cầu cao như thế, với năng lực và tài lực của Từ gia, trực tiếp tuyển người không được sao? Tìm người trên đường làm sao cam đoan tướng mệnh phù hợp? Đại Tỷ Phong vẫn mỉm cười, lấy một ngọc khí lớn chừng bàn tay từ trong túi ra, ngươi không hiểu đâu. Hạ Thần Y đưa cho chúng ta một ngọc khí phân biệt mệnh cách. Chỉ cần ngọc khí sáng lên, nói rõ tướng mệnh người đó tốt. Hắn không phải thần y mà là thần côn. Lam Y Nhân cũng cảm thấy thủ pháp chữa bệnh của Hạ Thần Y quá nhảm nhí. Thứ này dùng rất tốt, ta đã thử qua với con trai của ta, tướng mệnh của nó cũng rất ổn. Đại Tỷ Phong vẫn mỉm cười, cất lại ngọc khí, đây là vật rất hiếm. Hạ Thần Y bán ra 1.000 khối, mỗi khối đều có giá 100.000. Hạ Thiên hờ hững nói, ngu ngốc trên thế giới này nhiều quá, lừa đảo cũng không hết. Ngươi nói cái gì nhiều, cái gì không hết. Đại Tỷ Phong vẫn nghe xong, cũng không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Lam Y Nhân cười nói, hắn nói thời gian lãng phí nhiều quá. Nếu không mau đến đó, chỉ sợ nhân thủ không đủ cho Hạ Thần Y dùng. À, đúng đúng đúng, các ngươi mau lên xe đi. Ta không thu tiền của các ngươi đâu. Đại Tỷ Phong vẫn lấy lại tinh thần, vội vàng gọi hai người Hạ Thiên lên xe, chúng ta mau đến đó thôi. Nếu người khác cũng tìm được người thích hợp, các ngươi cũng chỉ có thể ở nhà của ta. Đến lúc đó sẽ không có cơ hội gặp được Hạ Thần Y đâu. Lúc này, Lam Y Nhân thật sự muốn gặp cái gì gọi là Hạ Thần Y kia. Còn Hạ Thiên chỉ muốn biết rốt cuộc mỹ nữ tuyệt thế có hay không mà thôi. Sau khi lên xe, Đại Tỷ Phong vẫn lái xe về phía ngoại ô. Không đợi Lam Y Nhân tra hỏi, nàng ta liền giải thích, hiện tại, Từ đại tiểu thư đang ở phía bắc ngoại ô. Nghe nói đêm nay là đêm quan trọng, Hạ Thần Y đích thân có mặt. Đây quả thật là may mắn của các ngươi. Có đúng như vậy không? Vậy thì tốt quá rồi. Lam Y Nhân mỉm cười, ánh mắt nhìn người bên cạnh có chút trêu tức, có thể gặp được danh y không phải lúc nào cũng được. Đương nhiên là hiếm có rồi. Đại Tỷ Phong vẫn không khỏi cảm thán, mấy năm gần đây, Hạ Thần Y không khám bệnh thường xuyên. Bỏ ra mấy ngàn vạn cũng chưa chắc có thể mời được ông xem bệnh. Vẫn là Từ gia có mặt mũi, cộng thêm Chu công tử giới thiệu, lúc này Từ lão gia tử mới mời được lão nhân gia ông rời núi. Lam Y Nhân làm như vô thức hỏi, vị Chu công tử đó có địa vị như thế nào vậy? Chu công tử, Đại Tỷ Phong vẫn do dự nửa giây, sau đó nói, cái này khó mà nói được, có thể không trò chuyện thì tốt nhất đừng nên trò chuyện. Dù sao,
người nổi tiếng nhất bây giờ ngoại trừ Hạ Thần Y thì chính là ông ta. Trên đường đi, Lam Y Nhân đều nghĩ hết mọi cách moi tin tức từ miệng nữ nhân này, nhưng nữ nhân đó hiển nhiên biết được không nhiều, chỉ là một công cụ mà thôi. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe đến trước một lâm viên khá cổ xưa. Chính là chỗ này, Đại Tỷ Phong Vận dẫn Hạ Thiên và Lam Y Nhân dạo qua trước cửa một vòng, sau đó đi vào cửa hông, khi đó mới ngừng xe lại. Cửa trước không cho vào, chỉ có thể ra vào bằng cửa hông. Đại Tỷ Phong Vận thuận miệng giải thích một câu, sau đó gõ cửa một cái. Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói của một người lớn tuổi, ai vậy? Sơn Bá, là ta, Tiểu Phong đây. Đại Tỷ Phong Vận đáp, ta đã tìm đủ người, người mở cửa nhanh lên, đừng làm mọi việc chậm trễ. Rất nhanh, cánh cửa mở ra, một ông lão khô gầy ho khan hai tiếng, người nhanh lên, còn thiếu hai người. Lão gia đang cho người thúc giục, người dẫn người về trước, nhất định sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Cảm ơn, Đại Tỷ Phong Vận nói tiếng cảm ơn, sau đó dẫn Hạ Thiên và Lam Y Nhân vào cửa, vòng qua một hành lang đến trước một căn phòng sang trọng. Đứng lại cho ta, lúc này, một tiếng quát to bỗng nhiên vang lên, ngươi làm gì thế? Tại sao thứ A Miêu A Cẩu đó cũng mang vào? Lam Y Nhân xoay người nhìn lại. Nhìn thấy người đến là một nam nhân trung niên giống như chó mặt xệ, biểu hiện hung ác, Trần Phong Vận, ngươi làm cái gì thế? Ngươi muốn làm loạn đúng không? Ta chỉ là theo sự dặn dò của Hạ Thần Y và Từ Lão ra tìm người mà thôi. Đại Tỷ Phong Vận nhìn không được nói, không có chuyện của ngươi. Nếu ngươi làm trễ nải chuyện chữa bệnh cho Từ Đại Tiểu Thư, ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Chính Từ Lão ra bảo ta trông coi ở đây. Nam nhân mặt xệ trừng mắt. Vừa rồi, người mà ngươi tìm được có một số người tướng mệnh không hợp, lão gia đang phát cáu kia kìa, ngươi còn dám mang mèo cũng được mà chó cũng được đến đây. Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu thế? Hạ Thiên khó chịu hỏi lại. Lại còn dám cãi lại. Nam nhân mặt xệ lập tức giận không kềm được, đầu mâu nhắm ngay hai người Hạ Thiên, hai người các ngươi nhất định đã đưa cho Phong tỷ không ít tiền, muốn trước tiên trà trộn vào, sau đó tìm cơ hội nịnh bợ Hạ Thần Y, đúng hay không? Ngươi đoán sai rồi, Lam Y Nhân mỉm cười nói, Phong tỷ chẳng nhận đồng nào của chúng ta cũng chẳng phải đến gặp Hạ Thần Y. Người kia hiển nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng, hừ, cứ tiếp tục giả bộ đi. Dù sao, ta tuyệt đối không cho phép người như các ngươi đi vào. Đại Tỷ Phong Vận nổi giận, chỉ vào mũi đối phương mà mắng, cái tên mặt xệ kia, ngươi cho rằng ngươi là ai mà lại xen vào việc của người khác ở đây. Là Từ Lão gia bảo ta đi tìm người, người có tư cách gì mà ngăn cản. Nếu làm trễ nãi việc chữa bệnh, ta xem ngươi làm sao mà giao phó. Ta không cho các ngươi vào. Nam nhân mặt xệ không hề có ý định nhường bộ, cẩu tu kim ta là đội trưởng đội bảo tiêu Từ gia, ta nhất định phải ngăn cản tất cả những người khả nghi, tuyệt đối không thỏa hiệp. Đại Tỷ Phong Vận bật cười, ngươi không phải trách ta không chia tiền cho ngươi sao, còn ở đây giả bộ chính nghĩa. Bây giờ ta đưa cho ngươi được rồi chứ? Đánh giám, cẩu tu kim có cảm giác mình bị sỉ nhục, chỉ vào Đại Tỷ Phong Vận mà mắng, ta là loại người đó sao? Ta cho ngươi biết, ta đã tìm được người thích hợp, bây giờ các ngươi cút đi cho ta. Vừa nãy trên WeChat còn thúc người, sao bây giờ lại tìm được rồi? Đại Tỷ Phong Vận cảm thấy ngoài ý muốn, ta phải đi hỏi quản gia một chút. Tiếp theo, nàng quay lại nói với Hạ Thiên và Lam Y Nhân, thật ngại quá. Làm phiền hai người ở đây chờ một chút. Ta lập tức về ngay. Lam Y Nhân có chút hứng thú nhìn vở kịch trước mặt. Nghe xong, nàng cũng không có phản ứng gì đặc biệt, quay sang nói với Hạ Thiên, ông xã, chàng cảm thấy thế nào? Không sao cả, ta chỉ đến đây để gặp mỹ nữ tuyệt thế thôi mà. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, nếu không gặp được, ta đánh nàng ta một trận, thuận tiện phá hủy luôn nơi này. Khẩu khí không nhỏ nhỉ. Cẩu Kim Tu lặng lẽ đánh giá Hạ Thiên, sau đó quay sang nhìn Lam Y Nhân. Khi nhìn rõ tướng mạo của nàng, hắn ta trợn tròn cả mắt, chậc chậc chậc, nghĩ không ra dung mạo ngươi rất xinh đẹp, xấp xỉ đại tiểu thư nhà ta. Hạ Thiên nói, nếu đại tiểu thư nhà người đẹp như vợ tiểu y y, đến lúc đó ta có thể nhẹ tay một chút, không đánh chết ngươi. Ngoá nó, ngươi tính là gì mà dám đánh rắm ở đây? Cẩu Tu Kim có chút không kiên nhẫn chỉ vào Hạ Thiên, ngươi. Bây giờ cút ra ngoài cho ta. Lam Y Nhân cười nói, ông xã đi thôi, kịch nơi này đoán chừng không hay.
Khoan đã, ngươi không được đi. Cẩu Tu Kim nở nụ cười bỉ ổi với Lam Y Nhân, vị mỹ nữ kia, ngươi có thể ở lại. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể dẫn ngươi đến gặp Hạ Thần Y, thậm chí còn giúp ngươi nhận được lời khuyên của ông ấy. Ông ta không phải thần y sao? Tại sao còn phải đi khuyên người khác? Lam Y Nhân cười lạnh, nghe qua không giống thần y, mà giống thần côn hơn. Cẩu Tu Kim nghe xong, cười ha hả một tiếng, mỹ nữ, ngươi cần chi quản nhiều như thế. Dù sao Hạ Thần Y đã sớm hơn 100 tuổi, trong người có tiên khí. Cho ngươi lời khuyên, bảo đảm ngươi cũng có thể sống đến 100 tuổi. Lam Y Nhân hơi tức giận nói, mạng ta cũng không đến mức ngắn như vậy. Còn nữa, ngươi nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút. Nếu không, ngươi sẽ tự mình gây họa cho mình đấy. Vợ Tiểu Y Y, không cần thiết phải nói nhảm với loại người đó đâu. Hạ Thiên hiển nhiên không còn kiên nhẫn, từ đại tiểu thư gì đó bên trong đúng không? Ngươi muốn làm gì? Cẩu Tu Kim nheo mắt, chỉ tay vào Hạ Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Nếu không, ta đánh, Lời còn chưa nói hết, người này đã không có dấu hiệu bay lên, ngã vào trong hồ đằng xa. Ông xã, sao vậy? Lam Y Nhân phát hiện tâm thái của Hạ Thiên dường như xảy ra thay đổi, không khỏi hỏi. Hạ Thiên lười biếng nói, không có gì. Ta muốn gặp mỹ nữ tuyệt thế, nhưng tên ngốc kia lại vướng víu quá. Lam Y Nhân cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười, vậy chúng ta vào gặp đi. Hạ Thiên ôm lấy Lam Y Nhân bước đến trước căn phòng lớn, một cước đạp bay cửa phòng. Tình huống trong phòng khiến Lam Y Nhân ngoài ý muốn không thôi. Bên trong phòng khá trống trải, to như một quảng trường nhưng lại trống không, gần như tất cả đồ bài trí trong nhà đều không có. Nhưng trên sàn nhà lại có mười mấy nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ đang nhắm chặt mắt, nằm trong khung hình ở một tư thế nhất định. Gian khung đều được cấu thành từ tiểu nhân phù lục, khá quỷ dị. Chính giữa gian phòng là một bình phong dựng thẳng. Thông qua khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái giường bên trong, một nữ nhân trẻ tuổi đang nằm, bên trên nữ nhân là một lão nam nhân râu tóc bạc trắng. Ngươi làm gì vậy? Lam Y Nhân nhìn thấy, lập tức quát lớn một tiếng, chỉ vào lão nam nhân mà mắng, buông nàng ấy ra. Lão nam nhân tóc trắng giật mình, còn người còn lại, hộ pháp. Hạ Thiên nhếch miệng, hộ pháp cái rắm. Trả lời hắn là một hàn quang đánh tới. Chủ trạch Từ gia, là gia chủ đương thời của Từ gia, gần đây, tâm trạng của Từ Hoàng Duệ không được tập trung. Một là bệnh tình con gái ông ngày một tăng lên, chẳng những ngủ say, cả người còn phát sinh thay đổi cực kỳ đáng sợ, khiến ông sợ hãi không thôi. Hai là vị hạ thần y kia, người này là do Chu công tử tiến cử chữa bệnh cho con gái ông. Giai đoạn đầu, quả thật có chút hiệu quả, nhưng càng về sau, thủ pháp chữa bệnh lại càng quái dị. Từ Hoàng Duệ đương nhiên đã phái người điều tra qua vị hạ thần y đó, nhưng tin tức phản hồi về đều nói không có vấn đề. Huống chi còn có Chu công tử đảm bảo, ông cũng không còn nghi ngờ nữa. Thời gian trước, bệnh tình của con gái ông lại tái phát. Hạ thần y nói bệnh của con gái ông thật ra đã khỏi nhưng hồn phách bị hao tổn, cho nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Bây giờ, muốn cứu sống hoàn toàn con gái của ông, chỉ có một cách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Để cứu con gái, Từ Hoàng Duệ đương nhiên đồng ý trả bất cứ giá nào, nhưng phương pháp mà Hạ Thần Y nói, quả thật khiến cho ông ta mở rộng tầm mắt. Đó chính là dùng hồn dưỡng hồn, dùng 100 nam nữ trẻ tuổi khí âm dương sung túc, bố trí một trận pháp với Từ đại tiểu thư, ở chung với nhau 3 ngày 3 đêm. Ngay từ lúc bắt đầu, Từ Hoàng Duệ cũng có chút không thể tiếp thu được. Đây không phải là y thuật mà là pháp thuật. Tuy nhiên, sự đau đớn của con gái lại làm ông đau lòng không thôi, cuối cùng cắn răng đồng ý. Nói làm thì làm, với năng lực Từ gia, tìm 100 nam nữ trẻ tuổi vẫn khá dễ dàng. Tuy nhiên, mỗi ngày đều có người nửa đường rời khỏi, nhân số nhất thời không góp đủ, khiến cho ông phải bỏ tiền mua ngọc khí của Hạ Thần Y đưa cho thuộc hạ. Để bọn họ đi tìm người. 2 ngày trôi qua, chuyện gì ngoài ý muốn cũng không phát sinh. Thần sắc của con gái ông cũng càng ngày càng tốt, nhìn qua giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Từ Hoàng Duệ dần dần bớt lo lắng, hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ cần đến hừng đông, con gái của ông có thể tỉnh lại.
Lúc này cách rạng sáng cũng không đến một giờ. Hạ thần y đến chưa? Từ Hoàng Duệ nhìn không được đứng lên hỏi thuộc hạ. Quản gia đứng bên cạnh đáp, hồi lão gia, vẫn chưa. Tại sao bây giờ ông ấy còn chưa đến? Từ Hoàng Duệ bất mãn nói, có phải ngươi quên phái xe đến đón rồi không? Hồi lão gia, xe vẫn còn đậu dưới lầu hạ thần y. Quản gia nhìn không được liền khuyên, lão gia, thời gian vẫn còn chưa đến mà. Trong lòng hạ thần y nhất định đã có nắm chắc. Từ Hoàng Duệ ngẫm lại cũng đúng. Nói thế nào ông cũng đã bỏ trọng kim ra mời hạ thần y, ông ta cũng chưa chậm trễ lần nào. Lão Trần, người nói Linh Nhi có thể tỉnh lại không? Trong lòng Từ Hoàng Duệ vẫn còn có chút lo sợ bất an, không biết làm sao, ta luôn cảm thấy không yên tâm. Trần quản gia cười đáp, lão gia, ngài cứ yên tâm, nhất định không có vấn đề gì đâu. Qua rạng sáng, đại tiểu thư nhất định sẽ bình an vô sự. Ta chờ không được nữa, phải qua bên đó xem một chút. Từ Hoàng Duệ nói với Trần quản gia. Trần quản gia do dự một chút, hạ thần y đã nói qua, trước khi ông ấy chưa đến, ngài không được tiến vào trận pháp, sẽ quấy nhiễu hồn phách ngưng tụ. Lão gia, không xong rồi. Lúc này, một người chạy đến, reo lên, bên phía đại tiểu thư hình như xảy ra chuyện rồi. Sao, Từ Hoàng Duệ cũng không nhịn được, co cẳng vọt đi. Trần quản gia lập tức đi theo, thuận miệng dặn dò, kêu tất cả bảo tiêu đến, còn nữa, mau mời hạ thần y đến nhanh lên. Một đám người vội vàng chạy đến căn phòng lớn, nửa đường gặp phải đại tỷ Phong vẫn đang đi tìm quản gia. Cút sang một bên, đừng cản đường. Từ Hoàng Duệ đã hơn 50, lúc này lại giống như vận động viên chạy 100 mét, đi theo đằng sau là Trần quản gia và một đám bảo tiêu. Rất nhanh, Từ Hoàng Duệ đã chạy đến phòng con gái ông đang ở, lúc này tường đã đổ sập một mảng lớn. Tại sao lại có thể như vậy? Từ Hoàng Duệ giận tím mặt, quát lớn, cẩu tu kim đâu rồi? Không phải ta đã dặn hắn ta ở đây canh chừng rồi sao? Trần quản gia đi theo đằng sau cũng há hốc mồm, đúng vậy, hạ thần y cũng bố trí 4 đồ đệ canh chừng trong phòng, người đâu rồi? Linh Nhi, Từ Hoàng Duệ cũng không để ý đến nguy hiểm, vọt thẳng vào. Trong phòng, mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi nằm dưới đất không thấy đâu, phù lục trên mặt đất cũng biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Từ Hoàng Duệ mở to mắt, cảm thấy não của mình giống như phát nổ. Ông nhìn về phía chính giữa gian phòng, ở đó chỉ còn lại cái hố to 3 mét. Một cái hố sâu không thấy đáy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Hoàng Duệ chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét, con gái của ta đâu? Linh Nhi đâu? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Cũng không có việc gì đâu, chỉ là người của một bang tà giáo mượn cơ thể con gái ngươi gây chuyện mà thôi. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên. Từ Hoàng Duệ quay đầu nhìn lại, phát hiện một thanh niên tướng mạo bình thường xuất hiện trước mặt ông, ngươi là ai? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Người kia trả lời. Hạ Thiên, Từ Hoàng Duệ sửng sốt một chút, sau đó giận dữ, điều nhân từ nơi nào xuất hiện, dám giả mạo Hạ thần y. Ném ra ngoài cho ta. Ta khuyên ngươi đừng nên làm thế. Lam y nhân cũng xuất hiện, chỗ này của ngươi đích thật có vấn đề. Nếu ta đoán không sai, hạ thần y mà ngươi mời đến là đầu lĩnh của một bang tà giáo. Hạ Thiên lười giải thích, không phải tà giáo mà là người của ma tộc. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Từ Hoàng Duệ giận tím mặt, mắng to Hạ Thiên và Lam y nhân, ta chỉ muốn biết con gái của ta đang ở đâu. Lam y nhân thản nhiên nói, vậy thì ngươi phải hỏi vị hạ thần y kia. Khi chúng ta đến, ta thấy ông ta đang động tay động chân trên cơ thể con gái ngươi. Trong lúc chúng ta định ngăn cản, căn phòng đã nổ tung. Trước đó, hàn quang chợt lóe lên. A, ông lão tóc bạc phát hiện cổ tay của mình bị người ta bóp lấy. Ngươi chính là Hạ Thần Y. Hạ Thiên khó chịu hỏi, ai cho ngươi giả mạo ta? Nói, ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái. Ông lão tóc bạc kinh ngạc không thôi. Muốn giãy giụa nhưng cơ thể lại không động đậy được, đành phải hô to lần nữa, hộ pháp. Quả nhiên, một luồng hàn mang bắn thẳng đến. Vừa lúc, lần này ngươi đừng hòng trốn mất. Lần này, làm y nhân bắt được tung tích của luồng hàn mang kia, lập tức sử dụng phiếu miểu bộ đuổi đến trước mặt, một trường bổ tới. Bịch! Chỉ thấy phi trùng kỳ quái rơi xuống đất. Đây là thứ gì?
Lam y nhân nhìn cái vật giấy rụa trên mặt đất, cảm thấy không khỏe. Đó là một con côn trùng to bằng ngón cái, dài hơn 1 mét, có 6 đôi cánh hơi mờ. Trùng hộ pháp lại có thể dễ dàng bị đánh bay, các ngươi là ai? Ánh mắt ông lão tóc bạc hiện lên vẻ kinh ngạc, tại sao các ngươi lại làm hỏng chuyện của lão phu? Hạ Thiên khó chịu, tay thoáng dùng sức, ngươi hãy trả lời vấn đề của ta. Nếu không, bây giờ ta xử lý ngươi ngay. À, ông lão tóc bạc lập tức hét thảm, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi mau buông ta ra, nếu không, lão phu sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được giải thoát. Xem ra ngươi nghe không hiểu tiếng người rồi, vậy giữ ngươi lại cũng không có tác dụng. Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn, nhếch miệng, cường độ trong tay lại càng tăng thêm. Dừng tay, ông lão tóc bạc cảm giác đầu của mình sắp nổ tung lên, vội vàng cầu xin, ta nói, cái gì ta cũng nói hết. Hạ Thiên khinh thường nói, đúng là không hiểu đám ngu ngốc các ngươi nghĩ gì. Nói chuyện nhẹ nhàng thì ngươi từ chối, nhất định phải ăn khổ thì mới chịu khai. Đúng là ngu xuẩn muốn chết. Ngươi buông tay ra trước đi. Trong mắt ông lão tóc bạc sắp rơi ra khỏi hốc mắt, liên tục cầu xin, đầu ta sắp nổ rồi. Hạ Thiên ném ông lão tóc bạc giống như ném rác, nói đi. Để ta xem từ đại tiểu thư như thế nào. Lam y nhân bước qua tấm bình phong, thăm dò hơi thở của thiếu nữ nằm trên giường. Cũng may, mặc dù hơi thở yếu ớt nhưng không phải là không còn. Nàng ấy chưa chết, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Lam y nhân thản nhiên nói, cùng với những thanh niên nam nữ nằm ở đây, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bị trúng thuốc mê? Hạ Thiên thuận miệng nói, không phải thuốc mê mà là bị người ta giở trò. Ta không biết, các ngươi là ai? Ông lão tóc bạc thở hổn hển, cuối cùng cũng ổn định lại, nổi nóng hỏi, lão phu không thù không oán với các ngươi, tại sao các ngươi xông vào đây làm hỏng chuyện của ta? Bốp, Hạ Thiên tiện tay tát tới, tát sưng mặt ông ta, thậm chí còn rụng mất cái răng, đừng nói nhảm nữa, ngươi hãy thành thật trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Ông lão tóc bạc khí nộ công tâm, hiển nhiên có chút không phục, lập tức hất tay áo lên, một luồng gió thổi ra thổi về phía Hạ Thiên. Muốn giở trò đúng không? Hạ Thiên hờ hững nói, thứ kia thích hóng gió, vậy ngươi hãy thổi cho thật tốt đi. Nói xong, Hạ Thiên giật thẳng ống tay áo của lão tóc bạc chùm vào đầu của lão. Ông lão tóc bạc liều mạng giằng co, miệng mơ hồ phát ra tiếng kêu cứu không rõ. Ông xã, chàng đùa chết người đấy. Lam y nhân vội vàng nhắc nhở, rốt cuộc những người kia xảy ra chuyện gì còn chưa biết rõ mà. Hạ Thiên cười nói, không sao đâu, mấy thứ ngớ ngẩn đó chết thì đã chết. Nói thì nói như vậy, Hạ Thiên vẫn nghe theo Lam y nhân một lần nữa buông lão già tóc bạc kia ra. Ngươi còn 2 phút, Hạ Thiên nói. Lần này, ông lão tóc bạc sợ thật sự. Vừa rồi, chỉ cần chậm thêm 1-2 giây, ông ta đã chết thật rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể trước chịu thua rồi tính sau. Lão phu cái gì cũng nói, người muốn biết cái gì. Ông lão tóc bạc kinh sợ, vội quỳ xuống trước Hạ Thiên. Lam y nhân hỏi, trước ngươi hãy nói ngươi là ai? Lão phu chính là Hạ Thiên, phó hội trưởng hiệp hội cổ y thành phố Thiên Hải, thần y nổi danh đỉnh lư. Ông lão tóc bạc nói, một chút do dự cũng không có, chỉ có thể nói câu nói này đã khắc vào đầu ông ta. Đến khi nói ra đều nói một cách rất tự nhiên. Ngươi không phải Hạ Thiên. Lam y nhân trừng mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn không thành thật, ngươi nên đi chết đi. Ông lão tóc bạc không hiểu, liền nói, lão phu chính là Hạ Thiên, họ Hạ tên Thiên, sinh ra đã có cái tên này. Vậy thì từ giờ trở đi, ngươi không được gọi bằng cái tên này nữa. Hạ Thiên lười biếng nói, bởi vì ta mới là Hạ Thiên. Loại ngu ngốc như ngươi không xứng dùng cái tên này. Tên là cha mẹ đặt, dựa vào cái gì mà ngươi có thể là Hạ Thiên, còn ta thì không thể. Ông lão tóc bạc thật sự không cách nào hiểu được, hơn nữa, tên Hạ Thiên trên cả nước không có 100 vạn cũng có 80 vạn. Chẳng lẽ ngươi có thể bắt bọn họ đổi tên toàn bộ sao? Người khác tên Hạ Thiên, ta không xen vào, cũng lười quản. Hạ Thiên nói, nhưng nếu ta gặp phải, người đó nhất định phải đổi tên. Lam y nhân bổ sung, huống chi, ngươi còn dùng tên tuổi Hạ thần y, rõ ràng ngươi muốn hủy đi thanh danh của chồng ta. Ngươi chính là Hạ Thiên của thành phố Giang Hải. Lúc này, ông lão tóc bạc đã hiểu ra,
có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, không thể nào. Nếu ngươi thật sự là hắn, vì sao lại trẻ như thế? Hạ Thiên lười biếng đáp, ta còn trẻ đấy, ngươi có ý kiến. Cho dù ngươi bắt đầu học y từ trong bụng mẹ, y thuật của ngươi cũng không thể lợi hại đến như vậy. Ông lão tóc bạc nói, xem ra, các ngươi cũng đang gạt người. Nếu là đồng môn, vậy thì các ngươi đã vượt quá giới hạn rồi. Bốp! Hạ Thiên lại tát thêm một cái, đừng nhập ta làm một với đám lừa đảo các ngươi. Đừng, đừng đánh nữa. Ông lão tóc bạc khuất phục được, ta nhận thua, ta lập tức rời khỏi thành phố Thiên Hải, từ đây không xuất hiện nữa. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Lam y nhân lạnh lùng nói, ngươi nên giải thích nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tìm nhiều người trẻ tuổi như thế là muốn làm gì? Ông lão tóc bạc há miệng nói, lão phu đến chữa bệnh cho Từ đại tiểu thư. Ngươi cho rằng chúng ta cũng là loại người ngu xuẩn giống ngươi. Hạ Thiên khó chịu hỏi. Lão phu không phải thần y, chỉ là một thuật sĩ xuất thân huyền môn. Lão già tóc bạc lập tức giải thích, đây chính là tiểu chu thiên bát mạch ngưng hồn trận, chuyên chữa trị những loại kỳ bệnh quái chứng hồn phi phách tán. Những người ngoài nghề như các ngươi tất nhiên không biết rồi. Lam y nhân cười lạnh, ha ha. Cởi quần áo con gái nhà người ta, nằm sấp lên người họ cũng là thuật pháp của ngươi. Đương nhiên rồi, lão già tóc bạc vẫn lý trực khí tráng nói, đây là bí thuật tông môn của ta, lão phu chính là dương thịnh chi thể, vừa lúc phối hợp với cơ thể thiếu dương của Từ đại tiểu thư, hai tướng giao hòa mới giúp cho hồn phách bị tán đi của nàng ấy một lần nữa ngưng thực. Mấy lời bịa ra nghe hay nhỉ, Lam y nhân nghe xong, lập tức biết lão già này đang nói bậy, ông xã, nếu không... Chàng giết chết lão già ngu ngốc này đi. Lúc này, lão già tóc bạc nhìn không được liền nói, hai vị, cần chi phải tuyệt tình như thế. Các ngươi cũng chỉ là cầu tài, cùng lắm thì chia 3-7. Thế nào, ngươi còn muốn 3 phần? Lam y nhân cười như không cười, châm chọc nói. 3 phần là các ngươi, 7 phần là của ta. Lão già tóc bạc gấp lên, không khỏi quát, lần này là lão phu thua nhưng không phải là ta không có thủ đoạn phản chế các ngươi. Chẳng qua ta cảm thấy không cần thiết. Từ gia có tiền, cùng lắm chúng ta cùng nhau phối hợp để kiếm tiền. Hạ Thiên lười biếng nói, bây giờ tâm trạng của ta đang rất khó chịu, người có biết tại sao không? Thế thì chia 5 năm, lão già tóc bạc cảm thấy hơi đau, ông ta lại tiếp tục nhượng bộ, nếu hơn nữa, chúng ta sẽ nhất phách lưỡng tán, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Bốp! Hạ Thiên đánh qua một quyền, khó chịu nói, ta không hứng thú cầu tài. Cũng chẳng hứng thú quản mấy chuyện rách của ngươi. Có người nói với ta nơi này có tuyệt thế mỹ nữ nên ta mới tới. Bốp, lão giả tóc bạc chịu một quyền, mặt rách đến lòi xương, há miệng phun ra một ngụm máu, đừng đánh nữa. Từ đại tiểu thư đưa cho các ngươi luôn, chỉ cần các ngươi tha ta, cái gì ta cũng cho các ngươi hết. Người quái dị như thế này mà cũng tán dương là mỹ nữ dương thế. Hạ Thiên chỉ vào Từ đại tiểu thư còn đang hôn mê, so với nhà đầu Liễu Hàm còn xấu hơn gấp 100 lần. Lão giả tóc bạc như muốn khóc, điều này đâu có liên quan đến lão phu, cũng không phải ta lừa các ngươi đến. Ngươi nói đúng, Hạ Thiên gật đầu, tuy nhiên, tâm trạng của ta vẫn khó chịu. Cho nên, bây giờ ta rất muốn đánh người. Lão giả tóc bạc gấp lên, ngươi đúng là lật lọng. Vừa rồi. Người rõ ràng nói chỉ cần ta nói thật ngươi sẽ thả ta ra. Ta nói ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái. Hạ Thiên cười nói. Lão giả tóc bạc nghe xong, không khỏi sững sờ, suy luận logic trong đó, không đúng, ngươi nói một đằng làm một nẻo. Cho nên ta mới nói ngươi ngu ngốc, Hạ Thiên lạnh giọng nói, bởi vì ngươi hoàn toàn không thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta, lão phu có trả lời mà. Ông lão tóc bạc có chút thất kinh, lại cảm thấy ủy khuất, ngươi hỏi cái gì ta cũng đều trả lời mà. Hạ Thiên nhìn ông ta, ai sai ngươi giả mạo ta, ngươi có trả lời không? Cái này, ta trả lời. Ông lão tóc bạc do dự một chút, ta không có giả mạo ngươi. Ta vốn tên Hạ Thiên, vừa lúc trùng tên trùng họ với ngươi mà thôi. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không còn dùng được nữa. Hạ Thiên lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lam y nhân bỗng nhiên hơi lạnh, ông xã, chàng có cảm giác hay không, a? À. Lời còn chưa nói hết, một luồng hàn quang không có dấu hiệu nào chém về phía mặt của nàng, khiến nàng không kịp chuẩn bị. Tuy nhiên,
nàng vẫn vô thức sử dụng phiếu miểu bộ để tránh. Sao? Lam y nhân nhảy ra sau, đột nhiên nhìn thấy trên người Từ đại tiểu thư đang nằm trên giường nổi lên u quang mỏng nhạt, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Lão già tóc bạc nhìn thấy, lập tức cười rộ lên, tốt, quá tốt rồi. Thành công rồi, lần này các ngươi chết chắc. Ông xã, Từ đại tiểu thư, Lam y nhân cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thối lui đến trước mặt Hạ Thiên. Dám quấy rầy nghi thức hoàn hồn của bổn tọa, các ngươi đúng là to gan. Từ đại tiểu thư bay lên, bồng bềnh giữa không trung, hai mắt trắng dã, tóc dựng thẳng, thần thái cực kỳ quỷ dị. Hạ Thiên hờ hững, thuận miệng hỏi, ngươi là cái quái gì thế? Ha ha, bây giờ nói cho các ngươi biết cũng được. Lão già tóc bạc cuồng tiếu lên, đây là giáo chủ Huyền Thi giáo chúng ta. Các ngươi sợ rồi sao? Cái này có gì phải sợ? Hạ Thiên ngáp một cái, Xích Nguyệt, Hắc Sát gì đó đều bị ta diệt. Huyền Thi gì đó của các ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế. Cơ thể hai người các ngươi cũng không tệ, vậy thì làm vật chứa cho bổn tọa đi. Từ đại tiểu thư quát một tiếng, một cơn gió lớn bỗng nhiên thổi qua trong phòng, thổi đám nam nữ trẻ tuổi bay lên, dung hợp cùng một chỗ với cơ thể của nàng ta, biến thành quái vật to lớn không gì sánh được. Tiếp theo, nàng ta há miệng phun ra một luồng gió vô cùng tanh hôi, còn có vô số quái trùng bay ra. Hạ Thiên lấy ra Định Hải thần châm, nhấn tới luồng gió tanh. Bành! Một tiếng nổ mạnh, lực trùng kích to lớn đánh sụp một nửa căn phòng. Một lúc sau, Từ đại tiểu thư biến thành quái vật đã không thấy đâu, trong phòng chỉ còn lại một cái hố cực lớn. Để nàng ta trốn thoát rồi sao? Lam y nhân thở dài một tiếng. Hạ Thiên thản nhiên nói, trốn không thoát đâu. Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận huyên náo, một đám người vọt vào. Báo cáo lão gia, không thấy hạ, hạ thần y. Lúc này, một bảo tiêu từ gia vội vã chạy đến nói với Từ Hoàng Duệ. Không thấy, Từ Hoàng Duệ kinh ngạc, tại sao lại không thấy? Không phải ta phái các ngươi trông coi ông ta sao? Cho dù ông ta đi vệ sinh cũng phải đi theo cho ta. Các huynh đệ giám sát khác đều chết hết cả rồi. Bảo tiêu lại bổ sung một câu, hơn nữa, chúng ta cũng không liên lạc được với cậu đội trưởng. Từ Hoàng Duệ tức đến mức nện thẳng vào bức tường, mẹ nó, bọn chúng quả nhiên cùng một bọn, đúng là không nên tin tưởng bọn chúng. Ông xã, quả thật có chút kỳ quái. Lam y nhân nghe được ý tại ngôn ngoại trong đó, nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, vị Từ lão gia này hình như đã biết vị hạ thần y kia là ai nhưng vẫn tin tưởng ông ta. Hạ Thiên hờ hững nói, điều này cũng bình thường thôi. Trên thế giới này còn có rất nhiều loại người ngu ngốc. Này, các ngươi đủ rồi, đừng tưởng rằng ta không nghe thấy nhé. Khi Từ Hoàng Duệ đang bực bội, nghe được Hạ Thiên và Lam Y Nhân nói chuyện với nhau, không khỏi nổi trận lôi đình, các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong nhà của ta? Lam Y Nhân đáp, ta xin chính trọng tự giới thiệu, ta tên Lam Y Nhân, đây là chồng của ta. Hạ Thiên của thành phố Giang Hải. Vợ tiểu y y, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên cải chính, ta không phải Hạ Thiên chỗ nào cả, ta là Hạ Thiên độc nhất vô nhị. Cái gì? Từ Hoàng Duệ sửng sốt. Lúc này, ông ta mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Hạ Thiên và Lam y nhân. Hạ Thiên, Lam y nhân của tập đoàn thần y Giang Hải. Tại sao các ngươi lại ở nhà của ta? Cái này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn. Lam y nhân nhớ đến những chuyện trải qua hôm nay, biểu hiện không khỏi lúng túng, chúng ta đến đây cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Hạ Thiên cũng không quanh co lòng vòng, có nữ nhân xấu xí nói với ta ở đây có mỹ nữ tuyệt thế, cho nên ta mới đến xem một chút. Đúng, là một nữ nhân tên Phong Tỷ. Lam y nhân biết Hạ Thiên thường xuyên nói chuyện không đầu không đuôi, người khác nghe khẳng định không hiểu, vì thế liền giải thích, khi chúng ta đang tìm khách sạn, nàng ta chủ động đến bắt chuyện. Nói có nơi nghỉ ngơi rất tốt, còn có thể gặp được hạ thần y trong truyền thuyết. Chúng ta nhìn không được hiếu kỳ, cho nên mới đến đây. Từ Hoàng Duệ nghe xong liền hiểu chuyện gì xảy ra, nữ nhân Trần Phong Vận kia cứ kéo người trên đường, thật sự nói mãi không sửa. Cho nàng ta nhiều tiền như vậy để nàng ta cẩn thận chọn người, nhưng nàng ta cứ luôn làm những chuyện không đáng tin cậy. Ông ta quay sang nói với Trần quản gia, lão Trần, về sau đừng tìm nàng ta nữa. Cắt đứt mọi quan hệ với nàng ta, đồng thời không cho nàng ta bước nửa bước vào Từ gia. Vâng, lão gia, Trần quản gia gật đầu, tuy nhiên, chuyện bây giờ nên xử lý như thế nào?
chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Đầu óc người bị hỏng rồi sao? Từ Hoàng Duệ chỉ vào cái lỗ rộng 3 mét kia, người cảm thấy cảnh sát có thể ứng phó với loại tình huống này à? Mau đi thông báo cho tổ điều tra dị tượng đến. Hạ Thiên nghi hoặc hỏi, tổ điều tra dị tượng? Chính là để ứng phó những hiện tượng siêu tự nhiên liên tiếp phát sinh, cho nên một tổ điều tra như thế đã được thành lập. Lam Y Nhân giải thích, ban đầu, Triệu gia muốn Thiên Đạo Tổ tiếp nhận tổ điều tra này, nhưng có người ngăn cản. Nghe nói người bên trong tổ điều tra hoặc nhiều hoặc ít đều có siêu năng lực. Hạ Thiên nhếch miệng, đúng là nhàm chán. Từ Hoàng Duệ vẫy tay gọi một đám bảo tiêu bao vây Hạ Thiên và Lam Y Nhân, mặc kệ các ngươi đến để làm gì. Tóm lại, trước khi ta tìm được con gái của ta, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Con gái của ngươi đã chết, không cần tìm nữa đâu. Hạ Thiên ngáp một cái, thuận miệng nói, có tìm được trở về, người đó cũng không phải là con gái của ngươi. Từ Hoàng Duệ giận tím mặt, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ngươi nói cái gì? Ở đây là thành phố Thiên Hải, không phải là nơi mà ngươi có thể dương oai. Còn nữa, các ngươi xuất hiện ở đây, quấy rầy con gái ta trị liệu. Nếu các ngươi không cho ta một câu trả lời thích hợp, Từ Mỗ sẽ khiến cho các ngươi chết không chỗ táng thân. Lam Y Nhân thản nhiên nói, Từ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi đã tính sai một việc. Chúng ta đến đây chỉ là ngẫu nhiên, ngươi biết rõ vị hạ thần y kia có vấn đề, nhưng vẫn tin tưởng ông ta, thậm chí còn tiến hành những nghi thức tà giáo, dính líu đến việc giết hại gần trăm nhân mạng. Ngươi không cảm thấy ngươi cũng cần cho mọi người một lời giải thích sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ Hoàng Duệ hừ lạnh một tiếng, nhấn mạnh, ta nói lại lần nữa. Nơi này là thành phố Thiên Hải, là Từ gia, không phải Giang Hải, cũng không phải tập đoàn thần y các ngươi. Các ngươi đừng có khoa chân múa tay với ta, nếu không, ta sẽ giết chết các ngươi như giết hai con kiến, a. À. Bốp, Hạ Thiên tát tới, cắt ngang lời nói của Từ Hoàng Duệ, bây giờ tâm trạng của ta đang rất khó chịu. Ta không gặp được tuyệt thế mỹ nữ, thằng ngu ngươi lại cứ nói nhảm, ngươi có tin ta trực tiếp xử lý ngươi luôn không? Lam Y Nhân cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, mỹ nữ tuyệt thế mới là trọng điểm chú ý duy nhất của Hạ Thiên. Ngươi dám đánh lão gia? Có ai không, đánh chết hắn cho ta. Trần quản gia giật mình kêu lên, lập tức lấy lại tinh thần giống to với đám hộ vệ. Từ Hoàng Duệ ôm miệng, một cái tát của Hạ Thiên đánh ông ta chảy máu miệng, gãy răng. Ông ta cố nén đau, giống lên, các ngươi không được ra tay. Lão gia, ngài không sao chứ? Trần quản gia lo lắng hỏi. Từ Hoàng Duệ im lặng, rất nhanh vết thương khép lại, răng cũng mọc trở về. Ông ta mắt lạnh nhìn Hạ Thiên, xem ra, mấy lời đồn kia cũng không phải là sai. Không có lửa làm sao có khói. Hạ Thiên hạ thần y Giang Hải, tại sao ngươi lại dính vào chuyện này? Ta không tin là trùng hợp, có thể ngươi và hạ thần y kia là cùng một bọn. Trí thông minh không đủ thì rót nước vào, tránh cho não không có thứ gì bên trong. Hạ Thiên nói, bây giờ ta đang rất khó chịu, cần tìm người để xả. Nếu không thì ngươi đi. Vậy là được rồi, thật ra, Từ Hoàng Duệ đã nghe không ít lời đồn liên quan đến Hạ Thiên. Trước kia ông ta không tin, bây giờ ông ta đã tận mắt nhìn thấy gan lớn của hắn, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, nhưng hy vọng ngươi đừng gây huyên náo quá mức ở Thiên Hải. Hạ Thiên lười biếng nói, ta chẳng hứng thú nói nhảm với ngươi. Ta muốn tìm cái tên giả mạo tuyệt thế mỹ nữ kia ra. Chàng không định tính sổ với Phong tỷ à? Lam Y Nhân trêu chọc. Chờ ta giải quyết đám ma tộc ngu ngốc kia, ta sẽ đánh nàng ta một trận. Hạ Thiên tùy ý trả lời. Từ Hoàng Duệ bỗng nhiên thay đổi thái độ, nói với Hạ Thiên, ngươi có thể giúp tìm con gái của ta không? Ta nói rồi, con gái của ngươi đã chết. Hạ Thiên dửng dưng nói, có tìm về cũng chỉ là thi thể mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể tìm trở về, Từ Mỗ vô cùng cảm kích. Từ Hoàng Duệ vẫn làm như không nghe, vẫn phối hợp như cũ, ta cũng đã nghe nói đến khó khăn của tập đoàn thần y ở Thiên Hải, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Lam Y Nhân cười nói, khó khăn của tập đoàn thần y ở Thiên Hải đều có liên quan đến vị Chu công tử kia. Bây giờ, vị Chu công tử đó có thể nói là mặt trời ban trưa ở Thiên Hải. Ngươi muốn đoạt đồ trên tay ông ta sao? Con gái của ta biến thành như vậy chắc chắn có liên quan đến ông ta. Từ Hoàng Duệ nghe được cái tên này, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải, ta đã sớm chém ông ta thành muôn mảnh. Xem ra,
giữa hai người cũng có ân oán gút mắc, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mới không thể duy trì hòa bình bên ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có liên quan đến Hạ Thiên và Lam Y Nhân. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm cho bằng được vị hạ thần y kia, còn có người ma tộc ký sinh trong cơ thể Từ đại tiểu thư. Nếu để bọn họ chạy trốn, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Bởi vì bọn họ không chỉ nguy hại người bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Hạ Thiên. Đã như vậy, chỉ bằng bây giờ tiêu diệt hết. Ông xã, làm sao chúng ta tìm được bọn họ? Lam Y Nhân nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không cần tìm. Bọn họ sẽ lập tức tìm đến cửa thôi. Bọn họ không phải đã bại lộ rồi sao, vì sao lại quay lại? Lam Y Nhân không hiểu, lúc này, bọn họ phải trốn càng xa càng tốt mới đúng chứ. Hạ Thiên cười nói, vợ tiểu y y, nàng đã đánh giá thấp ra mặt của đám ngu ngốc đó rồi, đồng thời còn đánh giá cao trí thông minh của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn chưa lấy được đồ mình muốn. Làm sao ngươi biết được đồ mà bọn họ muốn là cái gì? Từ Hoàng Duệ đột nhiên hỏi. Ta không cần biết, Hạ Thiên đối mặt với Từ Hoàng Duệ lại là một biểu hiện khác, hiển nhiên lười nói thêm câu nào, còn nữa, thằng ngu ngươi cảm thấy ta ngu giống ngươi sao? Còn muốn lôi kéo ta? Từ Hoàng Duệ tức giận nói, ngươi cũng đừng giả bộ cao nhân gì ở đây. Bây giờ, ta chẳng tin cái loại thần y gì các ngươi nữa. Tất cả đều chỉ là lừa đảo. Ha ha, ngươi đúng là thú vị. Lam Y Nhân bật cười, số dư IQ của ngươi quả thật không đủ. Vào miếu bái tượng đất, gặp chân thần thì lại không tin. Lão gia, lúc này, ngoài cửa xông vào một người, chính là đội trưởng đội bảo tiêu cầu Tu Kim, Hạ Thần Y, đại tiểu thư đã trở về. Từ Hoàng Duệ giật mình, không thể tin được, lão cầu, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói Hạ Thần Y và đại tiểu thư đã trở về. Cầu Tu Kim thở hổn hển, sau đó nói, bây giờ bọn họ đang đi về phía bên này. Lam Y Nhân cau mày, nàng không nghĩ đến hai người kia còn dám nghênh ngang quay lại. Bọn họ đã tìm được chỗ dựa vững chắc hay là không kiêng nể gì cả. Một lát sau, chỉ thấy hai người chậm rãi bước vào. Là Từ đại tiểu thư và vị hạ lão thần y tóc trắng xóa. Linh Nhi, sau khi nhìn thấy Từ đại tiểu thư, Từ Hoàng Duệ kích động không thôi, nhào tới con không sao chứ. Thật sự quá tốt rồi. Chỉ là không đợi ông đến gần. Lập tức có người tiến lên ngăn cản ông. Biến đi, Từ Hoàng Duệ tức giận vô cùng, khiển trách người kia. Người kia lại không nhúc nhích tí nào. Từ đại tiểu thư phất tay, ra hiệu người kia thối lui, cha, con không sao, cha không cần lo lắng. Hạ thần y đã chữa khỏi cho con. Vậy thì tốt quá rồi. Gương mặt Từ Hoàng Duệ hiện lên sự mừng rỡ, con có biết cha nhớ con lắm không? Nào, để cha xem kỹ con một chút. Cha tạm thời tránh sang một bên, Từ đại tiểu thư một chút cũng không vui, lạnh lùng khoát tay với Từ Hoàng Duệ, bây giờ con có chuyện quan trọng hơn cần làm, không rảnh diễn cái trò cha con tình thâm đâu. Từ Hoàng Duệ ngẩn người ngay tại chỗ, một lúc lâu sau mới không cam lòng tránh ra. Mau đưa đồ cho ta, Từ đại tiểu thư tiến đến trước mặt Hạ Thiên, ánh mắt trống rỗng không tình cảm, bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lá gan của ngươi lớn thật. Lớn đến mức không chút nào hiểu được. Lam Y Nhân nhìn Từ đại tiểu thư, rất khó tưởng tượng vừa rồi nàng ta còn là một con quái vật đầy mùi hôi, ngươi còn dám trở về, lại còn lẽ thẳng khí hùng đến như vậy. Ta đến để lấy thứ vốn thuộc về ta, vì sao lại không thể lẽ thẳng khí hùng? Con ngươi không tình cảm của Từ đại tiểu thư nhìn Lam Y Nhân, bổn tọa bế quan ở đây, các ngươi tự dưng xông đến, lại còn phá ngang nghi thức hoàn hồn của bổn tọa. Ta không đánh chết các ngươi ngay tại chỗ đã là hạ thủ lưu tình rồi. Lam Y Nhân mỉm cười, nhưng vừa rồi rõ ràng là ngươi hoảng hốt chạy trốn mà. Làm càn, Hạ Thần Y giận tím mặt, chỉ vào Hạ Thiên và Lam Y Nhân, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Là ai sai các ngươi đến quấy rối? Hạ Thiên nhếch miệng, trí nhớ của lão Bạch Si ngươi đúng là không tốt. Vừa mới ăn đòn, nhanh như vậy đã không nhớ rõ. Lão Phu đương nhiên nhớ kỹ. Món nợ đó, lát nữa ta sẽ tính toán với các ngươi. Hai mắt Hạ Thần Y nheo lại, trong con ngươi tràn ngập sát khí oán độc. Bổn tọa lặp lại lần nữa, mau trả đồ cho ta. Từ đại tiểu thư đưa tay ra với Hạ Thiên, nếu không, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Hạ Thiên không thèm quan tâm,
ta không có lấy thứ gì của ngươi, chỉ thuận tay đánh vỡ nó mà thôi. Đánh giám, Hạ Thần Y một lần nữa nổi giận, chỉ tay vào Hạ Thiên, đây chính là ma hồn xá lợi, là chí bảo của thánh giáo ta. Một phàm nhân như ngươi làm sao có thể đánh nát? Xem ra, ngươi chính là tìm chết. Bên trong ánh mắt trắng dã của Từ đại tiểu thư hiện lên một bóng đen, giống như hình một cái đầu lâu, người giữ vật kia cũng vô dụng thôi, cần chi phải tự tìm đường chết. Ta chẳng có hứng thú với đồ của các ngươi. Hạ Thiên vẫn hờ hững nói, chính ngươi không thành công thì đừng trách người ta. Còn nữa, bây giờ tâm trạng của ta vẫn khó chịu như cũ, ta nhất định phải đánh ngươi một trận. Từ đại tiểu thư ngửa mặt phá lên cười, sau đó chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, năm đó, bổn tọa ở sâu không vô tận cũng là tiên kiêu một phương. Từ Nguyên Anh trở xuống đều không chịu nổi ánh mắt của bổn tọa. Ngươi chỉ là một kim đan mà cũng dám khoác lác như thế. Hạ Thiên cười nói, ngươi chính là chó ngang hồi ức dũng năm đó, ngay cả ăn phân cũng cảm thấy mình mạnh. Chàng từ đâu học được mấy lời dí dỏm đó thế? Mắt Lam Y Nhân mở to. Đây không giống như lời Hạ Thiên nói, cảm giác không hài hòa khá nghiêm trọng. Thuần Nha Đầu nói, Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Lam Y Nhân đột nhiên hiểu ra, như vậy là đúng rồi. Này, đừng kéo dài thời gian nữa. Hạ Thiên thoáng có chút không được kiên nhẫn, nói với Từ đại tiểu thư, muốn đánh thì đánh nhanh một chút. Đánh xong, ta còn phải tìm chỗ để ngủ với vợ tiểu y y nữa. Im, Từ đại tiểu thư thấy Hạ Thiên khinh thường nàng ta như vậy, khí thế thả ra, một luồng cương phong trống rỗng sinh ra, đánh bay đám người bình thường như Từ Hoàng Duệ mấy chục mét. Ngay cả Hạ Lão Thần Y cũng lùi 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hạ Thiên và Lam Y Nhân lại không hề nhúc nhích. Ngươi tuyệt đối không phải kim đan kỳ. Ánh mắt Từ đại tiểu thư âm tình bất định. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi không đánh đúng không? Vậy ta đánh. Khoan đã, bổn tọa cảm thấy việc này còn có thể thương. À, Từ đại tiểu thư đang định hòa hoãn không khí, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, nắm đấm của Hạ Thiên đã đến trước mặt, khiến cho nàng ta không thể không toàn lực ứng phó. Một quyền này chỉ hời hợt đánh ra. Giống như chỉ là cái duỗi tay của người bình thường lúc sáng sớm. Không phải trưởng pháp, cũng chẳng có linh khí rót vào. Nhưng sau khi Từ đại tiểu thư nhìn thấy, toàn thân run lên, sau đó nhanh chóng lùi lại mấy chục mét. Một giây sau, nắm đấm của Hạ Thiên lại đến trước mắt nàng ta. Lại lui. Vẫn vô dụng. Lại lui. Cả người Từ đại tiểu thư đạp không lui lại hơn 10 dặm, nhưng vẫn có cảm giác rợn tóc gáy như cũ. Cảm giác đó khiến nàng ta phát lạnh toàn thân, giống như trong xương. Hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Lần trước, khi nàng ta có cảm giác này chính là trong trận chiến với Phù Diêu Tiên Tử ở Tổng Đàn Huyền Thi Giáo. Lúc đó, Phù Diêu Tiên Tử cũng chỉ nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Nhìn thì mềm mại vô lực, chẳng khác nào tùy tiện hất tay áo một cái là có thể hóa giải. Điều quỷ dị chính là, một khi sinh ra suy nghĩ đối kháng, tim sẽ đập nhanh đến không cách nào dừng lại, đồng thời còn phát ra một sự báo động. Đó là báo động đến từ bản năng của sinh linh, giống như chỉ cần nàng ta dám phản kháng, nàng ta nhất định sẽ chết. Chỉ do dự một lát, tiên cơ đã mất hết. Vì thế, nàng ta không thể không trốn, không thể không tránh. Cuối cùng thất bại thảm hại. Hiện tại, cảm giác này lại đến nữa. Nhưng, nơi này là một nơi linh khí mỏng manh, người thanh niên trước mắt cũng chỉ có kim đan kỳ. Nhưng không biết tại sao lại có được uy thế kinh thiên như vậy. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Hàm răng Từ đại tiểu thư nghiến chặt, trong lòng dâng lên một sự không phục, năm đó bổn tọa bại là vì cảnh giới không bằng người, bây giờ tại sao lại có thể bị một phàm nhân đánh bại chứ? Nói xong, nàng ta cũng không nhượng bộ nữa, đạp bước chân bay lên, đặt chân giữa không trung. Mặc dù nghi thức hoàn hồn không được hoàn mỹ nhưng ít nhất cũng đã khôi phục được năm thành ma năng. Diệt một tu tiên giả kim đan kỳ vẫn không đáng kể. Nhất trưởng ký thành bạch cốt khô. Từ đại tiểu thư nổi giận quát một tiếng, vô số xương cốt từ các nơi trong cơ thể nàng ta nhô ra, bao phủ nàng ta bên trong. Chưa đến nửa giây, nó đã tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bạch cốt âm u, ma diễm lẫm liệt. Nhìn qua vô cùng âm trầm và kinh khủng. Người bình thường chỉ cần nhìn một cái, nếu không bị hù chết. Đoán chừng cả đời cũng sẽ gặp ác mộng. Cũng may, lúc này đã là nửa đêm,
cũng không phải bên trong nội thành náo nhiệt. Nắm đấm bình thường đón nhận đòn tấn công của bàn tay bạch cốt cao mấy thước. Cho dù ai quan chiến cũng đều cảm thấy thắng bại đã định. Ha ha, chỉ là phàm nhân mà dám khiêu chiến với giáo chủ thánh giáo ta. Đúng là muốn chết, gương mặt vị hạ thần y lộ ra sự ngạo mạn khó mà ức chế, lạnh giọng nói. Lam y nhân cũng đang quan chiến bên cạnh, nghe xong, không khỏi cười lạnh, vừa rồi các ngươi còn bị dọa đến mức phải độn địa chạy trốn, nhanh như vậy đã khoác lác rồi sao? Hừ, đây chẳng qua giáo chủ không muốn nghi thức bị các ngươi hủy hoại hoàn toàn, cho nên mới tạm lánh mà thôi. Hạ thần y cũng không cảm thấy vừa rồi bọn họ bị dọa lui. Lam y nhân cảm thấy có chút buồn cười, thế bây giờ nàng ta bị dọa đến bay thẳng thì nói như thế nào? Giáo chủ ghét bỏ không gian nhỏ hẹp, không tiện ra chiêu mà thôi. Hạ thần y hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy đã thắng chắc, vạn cốt khô hồn trưởng của giáo chủ ta là võ học thượng đẳng, đám phàm nhân các ngươi sẽ không hiểu đâu. Hạ thiên gì đó chết chắc rồi, bây giờ ngươi quy thuận thánh giáo ta, có lẽ ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. À, thật sao? Lam y nhân thoải mái khoanh tay, hất cằm lên, giáo chủ gì đó của ngươi sắp rớt xuống rồi kìa. Hạ thần y trừng mắt nhìn Lam y nhân, ngươi nói bậy, à. Lời còn chưa nói hết, một bóng người rơi xuống, nặng nề đập vào người hạ thần y, đập ông ta thổ huyết ngay tại chỗ, không rõ sống chết. Không thể nào, bổn tọa lại thua ngươi. Từ đại tiểu thư cũng không thèm nhìn hạ thần y bị nàng ta rơi trúng, trong ánh mắt chỉ có hạ thiên. Nếu ngươi chỉ là kim đan kỳ, không, cho dù ngươi là phân thân kỳ, thậm chí hợp thể kỳ, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bổn tọa. Hạ thiên lười biếng ngáp một cái, đám ma tộc các ngươi đều rác rưởi như vậy sao? Nếu ở liên minh tu tiên, không, cho dù là không trung sâu vô tận, bổn tọa cũng tuyệt không có khả năng thua ngươi. Ánh mắt từ đại tiểu thư tràn ngập oán hận, nơi này chỉ là nơi bỏ đi, linh khí mỏng manh. Bổn tọa không thể không dùng cơ thể phàm nhân thấp kém như thế để hoàn hồn. Bổn tọa không cam tâm. Nếu như, hạ thiên nhếch miệng, trên thế giới này không có nếu thư. Ngươi thua thì ngươi chết đi. Từ đại tiểu thư sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn giết ta? Loại ngu ngốc như ngươi nhất định là phải xử lý rồi. Hạ thiên nói, giữ lại các ngươi, nói không chừng các ngươi sẽ đến gây phiền phức cho các bà vợ của ta. Bổn tọa là giáo chủ Huyền Thi giáo, một trong cực tiên mộ lục ma đài. Từ đại tiểu thư tức giận không thôi, ngươi không dám giết ta, ngươi cũng không thể giết ta. Bằng không, ngàn vạn đệ tử trong giáo của ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Lam y nhân nói chúng tim đen, giáo chủ của các ngươi mà còn bị ông xã của ta xử lý, đám đệ tử thì có thể làm được gì? Cái này, từ đại tiểu thư không phản bác được, lập tức thay đổi sách lược. Chỉ bằng chúng ta làm giao dịch, bổn tọa cam đoan về sau tuyệt đối không gây phiền phức cho các ngươi, cũng không tính sổ món nợ hôm nay. Các ngươi chỉ cần rời đi là được. Ha ha ha, ngươi đúng là không ngại mất mặt. Lam y nhân lắc đầu, không muốn chết thì xin tha là được, còn nói cái gì bảo chúng ta rời đi. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi thắng đấy. Hạ thiên hiển nhiên cũng không hứng thú nói nhảm với từ đại tiểu thư, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm. Chậm rãi đâm tới mi tâm từ đại tiểu thư. Khoan đã, hạ thiên, người đừng ra tay. Lúc này, từ Hoàng Duệ chạy trở về, quỳ gối trước mặt hạ thiên, ta quỳ xuống cầu ngươi tha cho con gái ta một con đường sống. Nàng ta không phải con gái ngươi. Hạ thiên thản nhiên nói, con gái của ngươi đã chết từ trước rồi. Nàng ta chỉ là mượn thi thể con gái ngươi để hoàn hồn mà thôi. Ta biết. Nhưng ngươi hãy giữ lại ý thức của con gái ta được không? Từ Hoàng Duệ do dự một chút, chỉ cần thi thể vẫn còn, thần hồn không bị diệt, ta sẽ tìm được cách phục sinh cho nó. Ông ta quay sang Lam y nhân, Lam tiểu thư, coi như ta van xin các ngươi. Nếu không có tàn hồn giữ lại, chỉ sợ thi thể của con gái ta chẳng mấy chốc sẽ bị mục nát. Lam y nhân có chút cảm động, mặc dù từ Hoàng Duệ hơi ngu xuẩn một chút, nhưng ít ra ông ta rất thương con gái của mình. Tuy nhiên, tâm thánh mẫu của nàng cũng không phát tác. Loại tà giáo này, chỉ cần lưu lại trong người, chỉ sợ rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Hạ thiên, ngươi không phải thần y sao? Nếu không, ngươi mau cứu con gái ta dùm với. Từ Hoàng Duệ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ đến hạ thiên mới thật sự là thần y,
hơn nữa còn nghe nói hắn có khả năng cải tử hồi sinh, vì thế liền khẩn cầu, chỉ cần ngươi cứu sống con gái của ta, ta sẽ tặng toàn bộ gia sản cho ngươi, một phần cũng không giữ lại. Chẳng hứng thú, Hạ Thiên một chút cũng không do dự, trực tiếp đâm thẳng một châm vào mi tâm Từ đại tiểu thư. A, à, Từ đại tiểu thư còn muốn giãy giụa một phen, đáng tiếc, vô dụng. Sau đó, cơ thể của nàng ta tràn ra hắc vụ cuồn cuộn, cơ thể cũng dùng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nát rửa. Linh Nhi, Từ Hoàng Duệ nhào đến, ôm lấy con gái, muốn ngăn cản nàng biến mất. Rầm rầm, bỗng nhiên, trong hắc vụ rơi ra mấy thi thể. Gần trăm thi thể bị Từ đại tiểu thư chiếm đoạt, toàn bộ đều rơi ra. Những người đó đều chết hết rồi sao? Lam y nhân nhìn thấy, da đầu có chút run lên. Hạ Thiên thản nhiên nói, những người đó vừa chết chưa được bao lâu. Vậy chàng mau cứu bọn họ đi, Lam y nhân vội vàng nói. Hạ Thiên ngược lại không từ chối, thân hình như quỷ mị chợt lóe lên trong đám nam nữ, sau đó ôm lấy Lam y nhân rời đi. Thành phố Thiên Hải, Chu Công Quán. Hôm nay, tâm trạng của Chu Tự Hoành không tệ, bởi vì kế hoạch của ông ta dự mưu đang dọc theo quỹ tích mà phát triển. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, một số diễn viên trong kế hoạch này không đủ kinh nghiệm, không đạt được kết quả tốt nhất mà ông ta mong muốn. Hơn nữa, có một số người còn diễn quá lố. Mặc dù cũng không tạo thành tổn thất gì lớn cho kế hoạch của ông ta, nhưng những sai lầm như thế vẫn không thể tha thứ. Thậm chí còn có khả năng hủy đi tâm trạng tốt đẹp khó có được của ông ta. Cho nên, ông ta nhất định phải trừng phạt một số diễn viên không đủ kinh nghiệm, tránh cho sau này lại xuất hiện sai lầm như thế nữa. Lúc này, ba diễn viên không chuyên đang quỳ trước mặt ông ta, nơm nớp lo sợ chờ ông ta tuyên án. Bọn họ chính là những người diễn vở kịch bắt gian ở khách sạn Vân Đoan trước đó, Phan Lan Lan và chồng của nàng ta Dương Chân Sảng, cùng với Tiểu Tam có quan hệ với Nam Cung gia. Chán cả ba người đều đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ bất an. Hoàn toàn không biết mình sẽ nghênh đón vận mệnh gì. Sống chết của bọn họ đều quyết định bởi an nguy của một người khác. Nếu người kia sống, bọn họ có thể sống. Nếu người kia chết, đoán chừng bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không có kết quả tốt. Không bao lâu sau, cửa phòng được mở ra, một lão giả thấp bé không có lông mày chậm rãi bước ra. Phùng Quân huynh, Thương Hải thế nào rồi? Chu Tự Hoành quay người lại, có chút lo lắng hỏi. Lão giả không có lông mày xoa bàn tay, lạnh nhạt đáp tạm thời cứu về rồi. Vậy là tốt rồi, Chu Tự Hoành thở phào một hơi, ba người kia cũng âm thầm cảm thấy may mắn, xem như nhặt về được cái mạng. Tuy nhiên, lão giả không lông mày lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đời này của nó chỉ sợ bị phế rồi. Chu Tự Hoành biến sắc, vội vàng hỏi, thế rốt cuộc Thương Hải bị như thế nào? Nó đã bị ma diễm kén giết. Lão giả không lông mày lắc đầu, thở dài nói, đây là một trong những tuyệt kỹ mà ta đã dạy cho nó, mục đích là khi gặp phải cường địch, nó sẽ dùng thứ này để phòng thân. Kết quả nó lại dùng chiêu đó với Hạ Thiên, giết người không thành bị người ta giết lại, đây cũng là nó gieo gió gặt bão thôi. Chu Tự Hoành xót con, nóng vội nói, Phùng Quân huynh, Thương Hải nói thế nào cũng là đệ tử của ngươi, ngươi nhất định phải cứu nó. Ta chỉ có một đứa con trai này. Nó tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì được. Không phải là ta không muốn cứu mà là bất lực. Lão giả không lông mày vẫn lắc đầu. Ngươi là phó hội trưởng hiệp hội cổ y, y thuật vô song, người có thể sánh vai với ngươi trên toàn thế giới không có mấy ai. Trong lòng Chu Tự Hoành thật sự có chút khó mà tiếp nhận, hơn nữa, pháp thuật đó là do ngươi dạy cho nó, ngươi nhất định có cách để cứu nó. Ánh mắt lão giả không lông mày cũng không ba động bao nhiêu. Giống như đang nghe một việc chẳng có liên quan gì đến ông ta, nếu chỉ là vô ý bị chiêu thức phản phệ, lão phu đích thật có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, nó trêu chọc Hạ Thiên, đã bị Hạ Thiên giở trò trên người. Trước mặt ngươi, Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thôi mà. Chu Tự Hoành rất không cam lòng, lớn tiếng thúc giục, chẳng lẽ y thuật của ngươi còn không sánh bằng hắn sao? Ta không tin, có phải ngươi ngại tiền ít hay không? Ngươi muốn bao nhiêu? Bây giờ ta chuyển cho ngươi. Không liên quan đến tiền. Lão giả không lông mày lắc đầu, đưa tay sờ cái cằm trụi lủi của mình, y thuật Hạ Thiên như thế nào, ta không được chứng kiến, cũng không thể xác định. Tuy nhiên, châm pháp của hắn xác thực rất vi diệu.
Trong thời điểm chưa chắc chắn chín thành, lão phu không thể vọng động. Nếu không, hắn nhất định sẽ phát hiện được sự tồn tại của ta. Chu Tự Hoành tức giận nói, sự tồn tại của ngươi chỉ sợ Hạ Thiên đã sớm biết. Bây giờ cứu con trai của ta quan trọng hơn. Ngươi gấp cũng vô dụng thôi. Lão giả không lông mày tức giận trừng mắt nhìn Chu Tự Hoành, con của ngươi là việc nhỏ, kế hoạch mới là quan trọng nhất. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Kế hoạch vẫn được tiến hành như thường lệ, không xảy ra vấn đề gì. Chu Tự Hoành đáp, sau đó lại thúc giục, nhưng con trai ta đang nguy kịch, vì sao ngươi lại không cứu nó? Ngươi nên dốc hết toàn lực. A, à, bốp, một cái tát vang dội, âm thanh lớn đến mức người trong phòng đều có thể nghe được. Ba người đang quỳ không khỏi sợ ngây người. Ở thành phố Thiên Hải này lại có người dám ra tay với Chu công tử, đúng là không thể tưởng tượng được. Lão giả không lông mày chậm rãi thu tay, khinh thường quát, Chu Tự Hoành, ngươi làm người đã lâu thì quên mất thân phận của mình à. Ngươi là ma tộc, là do lục ma đài chúng ta tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra chứ không phải một công cụ để sinh sôi hậu đại. Ta biết thân phận của ta là gì, cho nên ta mới càng thêm trân quý con trai của ta. Chu Tự Hoành ôm mặt, cảm xúc lộ ra ngoài thoáng thu liễm lại, ma tộc đến trái đất cũng đã trên vạn năm, phí hết bao nhiêu tâm huyết và ngày tháng. Ta biết rõ lắm chứ. Chính bởi vì như thế, ta lại càng yêu quý đứa con trai này. Phần không có lông mày của lão giả giật giật, dường như biết được Chu Tự Hoành muốn nói cái gì, không khỏi tức giận. Ma tộc nuôi dưỡng rất nhiều người, làm biết bao thí nghiệm, cuối cùng có thể sinh sôi hậu đại cũng chỉ có Chu gia của ta. Chu Tự Hoành thản nhiên nhìn lão giả không lông mày, lạnh lùng nói, cho nên, huyết mạch của Chu gia không thể đoạn tuyệt được. Đây chính là ý của đại ma chủ. Ba người đang quỳ nhìn nhau, có chút không tin vào nội dung lỗ tai mình nghe được. Cái gì ma tộc, cái gì nhân loại, cái gì đại ma chủ, hoàn toàn nghe không hiểu nhưng lại có cảm giác lượng tin tức nhiều đến mức nổ tung. Sao, lão giả không lông mày lập tức im lặng, dừng lại vài giây, sau đó chỉ vào ba người đang quỳ, để bọn họ nghe thấy không sao à? Bọn họ nghe thấy thì như thế nào? Chu Tự Hoành khinh thường liếc nhìn. Dọa ba người kia toàn thân phát run. Lão giả không lông mày thầm nghĩ cũng đúng. Chỉ là ba phàm nhân, bóp chết bọn họ giống như bóp chết ba con kiến. Nếu sợ bọn họ tiết lộ, cho bọn họ một con ma não tùng là được. Sau khi cảm xúc của Chu Tự Hoành ổn định lại, trí thông minh cũng đăng nhập vào, chuyện của Từ gia bên kia không cần nhúng tay sao? Không cần, lão giả không lông mày khoát tay, người bên kia tất nhiên sẽ giải quyết tốt hậu quả. Từ đại tiểu thư, còn có Hạ thần y, Chu Tự Hoành lại hỏi. Đã chết, lão giả không lông mày thản nhiên đáp, vốn chỉ là những con mồi ném ra ngoài, nhưng bọn họ lại truyền về tin tức khá hữu dụng. Chu Tự Hoành hỏi tiếp, có thu hoạch sao? Cũng không nhanh như vậy, lão giả không lông mày có chút bất mãn với thái độ của Chu Tự Hoành, nhưng cũng không biểu lộ ra còn cần thời gian. Nếu có thể lấy được huyết dịch hay tế bào của Hạ Thiên, cũng có thể làm ít công to. Đáng tiếc, cho đến bây giờ vẫn không ai có thể làm được. Không thể ra tay từ đám nữ nhân của hắn hay sao? Chu Tự Hoành có chút không hiểu. Lão giả không lông mày lắc đầu, trước kia, có rất nhiều người có suy nghĩ giống như ngươi, sau đó bọn họ đều chết. Cho nên, nếu không có bảy thành nắm chắc trở lên, ngươi cũng đừng nên làm chuyện như thế. Giống như con của ngươi Thương Hải, nếu dựa theo kế hoạch mà làm, tại sao lại biến thành như bây giờ chứ? Hừ, Chu Tự Hoành không cách nào phản bác nhưng tâm trạng vô cùng không thoải mái, Thương Hải chẳng qua chỉ là tính cách thiếu niên mà thôi. Bây giờ ngươi cần làm hai chuyện, lão giả không lông mày nói chuyện cũng không khách sáo, trực tiếp dùng giọng điệu ra lệnh, thứ nhất, đêm mai, khi ngươi gặp Lam Y Nhân, Hạ Thiên nhất định cũng sẽ đi theo. Ngươi cứ thuận theo tự nhiên là được, đừng khiến cho hắn hoài nghi. Chu Tự Hoành bất mãn nói, cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Thứ hai, nghĩ cách đưa một nữ nhân đến bên cạnh Hạ Thiên. Lão giả không lông mày không nhìn thái độ của Chu Tự Hoành, chậm rãi nói. Chu Tự Hoành hỏi, người cảm thấy Hạ Thiên sẽ mắc lừa. Hắn đương nhiên sẽ mắc lừa. Lão giả không lông mày khẳng định, trải qua vô số lần khảo sát và khảo thí ngày hôm qua, tiểu tử kia đích thật rất háo sắc. Chỉ cần là mỹ nữ tuyệt thế, hắn chẳng cần quan tâm là địch hay bạn. Ha ha. Chu Tự Hoành khinh thường, loại mặt hàng như Từ đại tiểu thư không tính là tuyệt thế mỹ nữ,
huống chi còn đã chết. Từ đại tiểu thư xưa nay không phải là lựa chọn của chúng ta. Mặt lão giả không lông mày không thay đổi, nói trắng ra, nàng ta chỉ là một con mồi, chỉ có thể để Hạ Thiên thất vọng một lần, sau đó mới đẩy tuyệt thế mỹ nữ chân chính đến trước mặt hắn, khi đó hắn mới có thể càng thêm thích. Chu Tự Hoành chỉ muốn cười, người không phải cảm thấy người là sâu kiến sao? Tại sao lại hiểu rõ về người như thế? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây chính là binh pháp nhân loại các ngươi hay nói. Lão giả không lông mày không hề để ý đến lời nói trào phúng, còn nữa, chỉ cần đại ma chủ tái hiện thế gian, đừng nói hiểu sâu kiến, biến thành sâu kiến, lão phu cũng sẽ không do dự. Các ngươi chuẩn bị tuyệt thế mỹ nữ đến đâu rồi? Chu Tự Hoành hỏi. Lão giả không lông mày thản nhiên nói, đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Hạ Thiên rơi vào bẫy mà thôi. Sao? Chu Tự Hoành mở to mắt, chỉ vào lão giả không lông mày, chẳng lẽ nàng ta cũng là ma tộc? Không thể nào, nàng ta rõ ràng là nhân loại thuần chính, hay là gia tộc của nàng ta là thế lực được ma tộc nâng đỡ. Lão giả không lông mày lắc đầu, nàng ta không phải người của chúng ta, thậm chí tổ tiên của nàng ta còn là tử địch của chúng ta. Tuy nhiên, vật đổi sao rời, những ân oán đó đã sớm tan thành mây khói. Chỉ cần nàng ta có thể biến thành nữ nhân của Hạ Thiên, có lẽ chúng ta sẽ có thể phá giải được ảo diệu vô địch của Hạ Thiên. Tốt nhất nên như thế. Không phải lòng tin của Chu Tự Hoành không đủ, chỉ là ông ta là người đi theo xu hướng, không quá tin tưởng đám ma tộc thuần túy kia. Thành phố Giang Hải, cao ốc Thần Y. 6 giờ sáng, Tô Bối Bối tỉnh lại, chậm rãi duỗi lưng, ngáp một cái thật to. Đêm qua, nàng gần như suốt đêm luyện công pháp mà Triệu Vũ Cơ đưa cho nàng. Môn công pháp đó cần luyện tập khi trần truồng, phối hợp với ánh trăng mới có thể phát huy công dụng lớn nhất. Bây giờ sắp đến trung thu, mặt trăng càng ngày càng tròn, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua. Tùy ý mặc một chiếc áo ngủ, Tô Bối Bối bước ra khỏi phòng, đi rửa mặt, sau đó đến nhà bếp nướng vài lát bánh mì ăn với trứng gà. Nàng bưng đĩa đến phòng ăn, rót thêm cho mình một ly sữa bò. Đang ăn, bỗng nhiên có một bàn tay thò qua bên vai của nàng. Tô Bối Bối sửng sốt, đầu óc không kịp phản ứng. Ban đầu, nàng tưởng rằng bàn tay kia muốn cầm lát bánh mì, đang định khiển trách, kết quả bàn tay đó lại tiến vào trong áo của nàng. A! À, Tô Bối Bối kinh hô, nhảy dựng lên, chợt phản ứng kịp. Lam y nhân đã đến Thiên Hải, đám người Thạch Thuần cũng không có ở đây. Nơi này hẳn chỉ có một mình nàng mới đúng chứ. Tại sao ngươi lại ở đây? Tô Bối Bối mở to mắt, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên đang ngồi đối diện nàng. Bối nha đầu, nàng nói gì lạ thế? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vì sao ta lại không thể ở đây? Ngươi nên ở chỗ A Cửu hoặc Lam y nhân mới đúng chứ? Tô Bối Bối vô cùng cảnh giác nhìn Hạ Thiên, nói đi, ngươi do ai giả mạo? Tại sao ngươi lại muốn giả mạo cái tên sắc lang kia? Thân hình Hạ Thiên lóe lên, gõ đầu Tô Bối Bối một cái, bối nha đầu, nàng muốn ăn đòn đúng không? Được, cho rằng ngươi không phải giả mạo đi, nhưng vừa rồi ngươi đã phi lễ ta. Tô Bối Bối một lần nữa lui lại mấy bước, nắm chặt áo, bất bình nói. Bối nha đầu, nàng không biết lòng tốt của người khác gì cả. Hạ Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, vừa nãy ta thấy quần áo của nàng không được ngay ngắn, hoàn toàn không thích hợp, cho nên ta chỉ muốn giúp nàng thôi. Tô Bối Bối làm sao có thể tin tưởng lời nói của tên sắc lang đó, lạnh lùng nói, bớt làm bộ đi. Vừa rồi ngươi cho tay vào áo của ta, chính là giúp ta chỉnh lại quần áo sao? Ta không nói giúp nàng chỉnh quần áo mà. Hạ Thiên cười nói, nàng mặc như thế, nhất định là không thích bộ quần áo đó. Ta muốn giúp nàng cởi ra, cứ như vậy, nàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tô Bối Bối tức đến mức bộ ngực phập phồng, chỉ tay mắng, sắc lang, lưu manh, đại biến thái. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút mất hứng, bối nha đầu, nàng nói vậy là không đúng. Ta thật lòng muốn giúp nàng mà. Phì, ai muốn ngươi giúp, ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi của ta mà thôi. Còn ngươi Tô Bối Bối mở to, ngươi nhiều nữ nhân như vậy còn chưa đủ cho ngươi sao? Tại sao cứ nhất định phải nhìn chằm chằm ta chứ? Ta không có nhìn chằm chằm nàng. Hạ Thiên chậm rãi nói, là nàng không thể rời ta mà. Tô Bối Bối chưa từng nhìn thấy tên nào mặt dày vô sỉ như vậy, nhưng rất nhanh nàng lại thở phào một hơi.
cũng không phải ngày đầu tiên nàng biết tên biến thái này, đành phải nói, người muốn thế nào? Ta muốn thế nào à? Hạ Thiên hỏi lại. Hừ, đừng giả bộ, Tô Bối Bối cau mũi, chỉ vào Hạ Thiên, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi ngoại trừ sắc tâm phát tác, chứ ngươi còn có lý do nào đột nhiên đến tìm ta chứ? Tiếp theo, nàng lại cảm thán, mặc dù ta vẫn có tâm lý chuẩn bị, nhưng vạn lần không nghĩ đến hôm nay. Hai, mặc dù Tô Bối Bối ta thông minh hơn người, khuynh thành khuynh sắc, nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ. Hơn nữa ta cũng không trốn khỏi độc thủ biến thái của ngươi. Nàng sắp 30 rồi. Hạ Thiên thản nhiên bồi thêm một câu, không phải thiếu nữ. Ai cần ngươi lo, Tô Bối Bối tức đến mức phổi muốn nổ tung, tiến lên nắm chặt áo Hạ Thiên, hừ, ngươi không phải thèm cơ thể ta sao? Nào đến đi. Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, bối nha đầu, nàng khẳng định. Bỗng nhiên ngươi chạy đến đây không phải vì cái này thì còn có thể vì cái gì? Tô Bối Bối chỉ vào mũi Hạ Thiên, ta hiểu rất rõ ngươi. Đồ mà ngươi muốn lấy, ngươi sẽ buông tay sao? Ta không phải đối thủ của ngươi, nhất định chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Tới đi, bắt đầu đi. Ta cũng không có nói ta vì cái này mới tới đây. Hạ Thiên mỉm cười, bế Tô Bối Bối lên, tuy nhiên, nếu nàng nhất định nghĩ như vậy, ta phải tôn trọng ý kiến của nàng. Giả bộ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Tô Bối Bối hừ lạnh một tiếng, ta hiểu ngươi quá mà. Ngươi dám bỏ A Cửu, còn có Lam Y Nhân, sáng sớm đến tìm ta còn không phải muốn ta. Cạch, Tô Bối Bối còn chưa nói xong, cửa phòng khách mở ra, chỉ thấy Lam Y Nhân tóc tai bù xù ngáp dài từ bên trong bước ra. Ông xã, Bối Bối, mới sáng sớm mà hai người cãi nhau gì thế? Lam Y Nhân nhìn hai người, khó hiểu hỏi, chơi đóng vai nhân vật hay làm gì vậy? À, Tô Bối Bối sững người nhìn Lam Y Nhân, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi, ngươi, tại sao ngươi cũng ở đây? Ngươi nên ở thành phố Thiên Hải mới đúng chứ? Lam Y Nhân duỗi lưng một cái, lải nhải, là ông xã mang ta về đây. Đêm qua, chỗ khách sạn ta ở xảy ra chút việc. Ban đầu, ta định đặt khách sạn khác, kết quả lại gặp một số việc khác nữa. Về sau, ông xã lười tìm chỗ ở, đành ôm ta về đây, giày vò ta một đêm. Tô Bối Bối sửng sốt, ngươi nói hắn trở về chỉ là mang ngươi về ngủ. Đúng, Lam Y Nhân gật đầu. Hạ Thiên nói, bối nha đầu, nàng đừng nói chuyện nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Bối nha đầu cái đầu ngươi đấy. Tô Bối Bối lấy lại tinh thần, bắt đầu tránh cái ôm của Hạ Thiên, ngươi, ngươi đừng có làm loạn, cẩn thận ta tố cáo ngươi dê xồm đấy. Bối nha đầu, nàng hình như bị bệnh rất nặng. Hạ Thiên nhếch miệng, có vẻ không hiểu. Không phải vừa rồi nàng còn nói tới đi, bắt đầu đi sao? Tô Bối Bối chừng Hạ Thiên. Sau khi hiểu mình chỉ là hiểu lầm, nàng quyết định phủ nhận toàn bộ ai, ai muốn bắt đầu chứ? Ai muốn tới chứ? Ngươi, ngươi đừng có nói hưu nói vượn. Hạ Thiên có chút không vui, bối nha đầu, nàng lật lọng như vậy là không đúng. Ta lật lọng đấy, ngươi đánh ta à? Tô Bối Bối nắm chặt áo. Lùi hai ba bước về phòng của mình, cái tên lưu manh đáng chết ngươi, ngươi đừng có làm loạn. Nếu ngươi dám xông vào phòng ta, về sau ta không để ý đến ngươi nữa. Ông xã, nếu chàng muốn, chúng ta có thể tiếp tục, trước đừng tìm bối bối. Nàng ấy còn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu. Lam Y Nhân nghe hai người nói chuyện, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, lập tức thay Tô Bối Bối giải vây. Hạ Thiên biểu thị sự hoài nghi. Vừa rồi rõ ràng nàng ấy mở miệng trước mà. Hừ, người thường xuyên nói hưu nói vượn, còn ta thì không thể nói mò một lần sao. Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Hạ Thiên có chút khó chịu, không được, ta phải đi dạy cho bối nha đầu một trận mới được. Ông xã, bối bối, nàng ấy còn chưa, Lam Y Nhân muốn nói hai câu thay cho Tô Bối Bối. Kết quả đã không thấy Hạ Thiên đâu. À, ngươi làm gì vậy? Đại sắc lang, ta đánh ngươi đấy. Ngươi không được làm loạn, tay của ngươi đụng, a. À. Bối nha đầu, nàng dám trêu ta, vậy ta sẽ đánh vào mông của nàng. Ngươi, ngươi, a, à, Hạ Thiên, ta sẽ giết ngươi. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng bốp bốp bốp. Lam Y Nhân nghe được âm thanh này, gương mặt đỏ ửng, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, ông xã, chúng ta ở lại một chút thôi, còn phải về Thiên Hải nữa. Một lát sau,
Hạ Thiên từ trong phòng Tô Bối Bối đi ra, nói với Lam Y Nhân, vợ Tiểu Y Y, chúng ta đi thôi. Lam Y Nhân liếc qua khe cửa, nhỏ giọng hỏi, Bối Bối không sao chứ? Nàng ấy còn có thể có chuyện gì? Hạ Thiên thản nhiên nói, ta chỉ dạy dỗ nàng ấy một chút, để nàng ấy về sau đừng đùa với ta. Thật không có chuyện gì sao? Lam Y Nhân thấy trong phòng hoàn toàn im ắng, một chút âm thanh gì cũng không có, lo lắng hỏi, Bối Bối, ngươi không sao chứ? Hơn nửa ngày sau, trong phòng truyền ra giọng nói bình thường của Tô Bối Bối, không sao, ta còn có thể có chuyện gì chứ? Nghe giọng đúng là không có việc gì. Vậy ta và ông xã về Thiên Hải trước, đoán chừng tối mai ta sẽ về lại. Lam Y Nhân cười nhẹ. Các ngươi có về hay không, Tô Bối Bối dường như đang cố kềm chế cảm xúc nào đó, tốt nhất đừng nên trở về. Ha ha ha, nghe được câu trả lời này, Lam Y Nhân không thể nhịn được cười. Nàng nói với Hạ Thiên, ông xã, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lam Y Nhân nhảy lên, từ trong cửa sổ bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Qua một hồi, Tô Bối Bối mới thò đầu ra nhìn chung quanh. Nàng khóa chặt cửa sổ, sau đó vội vàng chạy về phòng của mình, chui vào trong chăn. Mắc cỡ chết đi được. Tô Bối Bối nằm sấp trên giường, vừa xấu hổ vừa giận, nghiến răng nói, Hạ Thiên, ta hận ngươi, ngươi dám đánh chỗ đó của ta. Tức chết đi được. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, thiếu chút nữa nàng đã ủy khuất mà khóc lên. Nhưng nghĩ lại, vốn là do nàng hiểu lầm, không có lý do gì để giận Hạ Thiên. Vì thế nàng lại càng thêm tức giận. Không được, ta nhất định phải cố gắng tu tiên. Chờ cảnh giới ta vượt qua Hạ Thiên, ta phải đánh vào mông hắn thật đau. Tô Bối Bối khóc một lát, lại hăng hái trở lại, để hắn biết mùi vị bị người ta đánh như thế nào. Hừ, Hạ Thiên, cái tên sắc lang chết tiệt ngươi, người chờ đó cho ta. Nghĩ như vậy, không bao lâu sau, Tô Bối Bối lại ngủ thiếp đi. Thiên Hải, văn phòng chi nhánh tập đoàn Thần Y. Tiểu Chu đang pha trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Thiên, có hiếu kỳ, cũng có nghi hoặc. Nàng đương nhiên biết Hạ Thiên mới chính là chủ nhân chân chính của tập đoàn Thần Y, nhưng nàng chưa từng gặp qua hắn, chỉ nghe người ta nhắc đến sự tích của hắn mà thôi. Những cố sự đó có đôi khi thần kỳ đến mức không giống như phát sinh trong hiện thực, càng giống tiểu thuyết ma huyễn hơn. Hạ Thiên trong những câu chuyện đó không phải người mà là thần. Tuy nhiên, bây giờ Hạ Thiên lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng, khác biệt rất lớn với trong lời đồn. Trong lời đồn, hắn là thiên hạ đệ nhất soái ca, nhưng tận mắt nhìn thấy, ngược lại cảm thấy có chút bình dị, gần gũi. Cả người nhìn có chút lười biếng, chuyện gì cũng hờ hững. Đương nhiên cũng có thể giải thích, bởi vì hắn cực kỳ tự tin, cho nên bất cứ chuyện gì cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hạ Tổng, Lam Tổng, mời hai người dùng trà. Tiểu Chu pha trà xong, nhẹ nhàng bưng tách trà đến trước mặt hai người. Lam Y Nhân mỉm cười, cảm ơn. Hạ Thiên nhận lấy tách trà, uống một ngụm, trà này lấy từ chỗ Hoàng Sơn à. Chàng còn hiểu về trà luôn à. Lam Y Nhân có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên. Không hiểu, cũng không hứng thú muốn hiểu. Hạ Thiên lắc đầu, tiện tay đặt lại tách trà lên bàn, bên trong lá trà có sát khí. Vừa nhìn là biết của Hoàng Sơn. Lam Y Nhân giật mình, cười nói, ta biết rồi, Nhụy Nhụy có nhắc trên nhóm. Chàng còn có thêm vợ mới ở Hoàng Sơn đúng không? Không phải ở Hoàng Sơn mà là Quế Thành. Hạ Thiên mỉm cười đính chính, chỉ là quê quán của vợ tiếp viên hàng không là ở Hoàng Sơn. Ta biết rồi. Lam Y Nhân cũng không uống trà nữa, Nhụy Nhụy cũng có nói, nàng ấy tên Nhiếp Tiểu Lý, nghe nói rất xinh. Nếu không xinh, nàng ấy đã không lọt nổi mắt xanh của chàng. Hạ Thiên cười nói, vợ Tiểu Y Y, nàng cũng rất xinh mà. Còn cần chàng nói, Lam Y Nhân mỉm cười, sau đó quay sang nói với Tiểu Chu, người bỏ hết số trà này nhé. Về sau trực tiếp đến Nhiếp gia trấn của Hoàng Sơn để mua. Vâng, Tiểu Chu nghe Hạ Thiên và Lam Y Nhân nói chuyện với nhau, chẳng hiểu gì cả. Lam Y Nhân lại hỏi, an bài cụ thể cho buổi chiều ra sao? Ngươi hãy nói cho ta nghe một chút. Vâng, Tiểu Chu lập tức lấy ra một quyển sổ trong túi áo, bắt đầu báo cáo. Bành! Tuy nhiên, nàng vừa mới lên tiếng, cánh cửa bị người ta đạp ra. Người bên trong cút ra đây cho ta. Chuyện gì xảy ra vậy?
Lam Y Nhân cau mày, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù văn phòng này không tính là sang trọng nhưng nó nằm trên tầng 9 của cao ốc Du Long, một trong những biểu tượng của thành phố Thiên Hải, trên dưới đều có văn phòng, bảo an làm việc cũng không tệ lắm, rất ít khi xuất hiện mấy âm thanh huyên náo như thế. Để ta ra ngoài xem một chút, Tiểu Chu đứng lên, bước thẳng ra cửa, nhìn thấy một đám thanh niên nam nữ mặc quần áo chỉnh tề đang đứng trên hành lang, còn có một số hộ vệ áo đen. Sắc mặt người nào cũng khó coi, biểu hiện tức giận đứng vây quanh bên ngoài phòng làm việc. Tiểu Chu chậm rãi bước ra, nở nụ cười nghề nghiệp, không biết các người là ai. Đến công ty của chúng tôi có chuyện gì không? Công ty của các người thuộc tập đoàn Thần Y đúng không? Một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt tiến lên một bước, lạnh giọng quát hỏi. Tiểu Chu gật đầu, đúng, công ty chúng tôi là tập đoàn Thần Y, văn phòng chính ở Giang Hải, nơi này là chi nhánh. Ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Gã thanh niên tái nhợt thô bạo cắt ngang lời nói của Tiểu Chu, lạnh giọng mắng, ta hỏi các ngươi, công ty các ngươi bán thuốc, dưỡng nhan đan gì đó có phải là sản phẩm công ty các ngươi hay không? Nói xong, gã thanh niên tái nhợt mò lấy một cái chai thủy tinh rất xinh từ trong túi ra, lắc lư trước mặt Tiểu Chu. Ta có thể nhìn kỹ hơn một chút được không? Tiểu Chu lịch sự đáp lại, dưỡng nhan đan đúng là mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp nhất gần đây của công ty chúng tôi. Tuy nhiên, hàng giả trên thị trường cũng rất nhiều, ta cần phân biệt một chút. Gã thanh niên tái nhợt hừ lạnh một tiếng, mắng to, bớt làm bộ đi. Mấy lời khách sáo này ta đã sớm nghe chán rồi. Vợ ta mua thứ này từ công ty các ngươi, kết quả đừng nói là dưỡng da, người thiếu chút nữa cũng không còn. Công ty các ngươi làm sao cũng phải cho ta một lời giải thích. Vị tiên sinh này, chuyện mà ngươi nói, ta không nhận được bất kỳ báo cáo nào. Tiểu Chu suy nghĩ một chút, sau đó kiên nhẫn nói, ta cần kiểm tra lại với nhà phân phối, xem họ có giữ lại hóa đơn mua dưỡng nhan đan hay không. Gã thanh niên tái nhợt mất kiên nhẫn, chửi ầm lên, con mẹ nó, ngươi chính là muốn trốn tránh trách nhiệm. Đây rõ ràng là dưỡng nhan đan của công ty các ngươi. Nhưng thiếu chút nữa hại chết vợ của ta. Bây giờ các ngươi còn không muốn thừa nhận. Ta không phải không thừa nhận, chỉ là công ty chúng ta không có kênh bán hàng trực tiếp ở thành phố Thiên Hải. Tiểu Chu bị chửi sấp mặt, cũng không tức giận, vẫn cẩn thận giải thích, mỗi một chai dưỡng nhan đan của công ty chúng ta đều có số series duy nhất và tem chống hàng giả. Chỉ cần ngươi chứng thực ngươi mua đúng hàng chính hãng, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này còn không phải trốn tránh trách nhiệm à? Gã thanh niên tái nhợt tức giận chỉ vào Tiểu Chu mà mắng, làm sao? Kiếm được tiền thì là các ngươi, nhưng xảy ra chuyện lại là người khác. Đúng vậy, đúng là xí nghiệp lòng dạ hiểm độc. Xem mạng người như cỏ rác. Hôm nay, nếu các ngươi không cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không tha cho công ty rách nát của các ngươi. Tiểu Chu thấy đám người kia kích động lên. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau, ý của ta không phải như vậy. Các ngươi nghe ta giải thích, a. Nghe con mẹ ngươi giải thích, gã thanh niên tái nhợt tiến lên đá Tiểu Chu một cước, khiến nàng mất cân bằng ngã về phía sau. Lam Y Nhân lắc mình tiến lên đỡ Tiểu Chu dậy, ngươi không sao chứ? A, không sao, không sao. Tiểu Chu thở phào một hơi, nếu vừa nãy ngã sấp xuống đất, hơn phân nửa là ót chạm đất, tình huống vô cùng nguy hiểm. Đám người ngoài cửa thừa cơ vọt vào, thuận thế muốn nhấc chân đạp Lam Y Nhân. Bành! Đám người này lập tức bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Đám ngớ ngẩn các người muốn ăn đòn đúng không? Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn đám người kia. Gã thanh niên tái nhợt từ dưới đất bò dậy, kêu ầm lên, giỏi nhỉ, người còn dám đánh người. Các ngươi không những là công ty lòng dạ hiểm độc, mà còn dám đánh chúng ta. Nếu ta không đưa việc ác của các ngươi lên mạng, ta không phải là người. Ngươi có phải là người hay không liên quan gì đến ta? Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi không muốn làm người, ta ngược lại có thể giúp ngươi. Lam Y Nhân ngăn lại Hạ Thiên, sau đó nhìn đám người kia, thản nhiên nói, các ngươi có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với ta. Ta là đại diện tổng giám đốc tập đoàn Thần Y Lam Y Nhân. Được, đã tìm được người cần tìm. Gã thanh niên tái nhợt kích động hẳn lên. Chỉ vào Lam Y Nhân mà nói, công ty các người bán hàng giả, hại vợ của ta bị hủy dung, mạng thiếu chút nữa cũng không còn. Người nói người phải bồi thường cho chúng ta như thế nào đây? Lam Y Nhân thản nhiên nói, việc này dễ thôi,
nếu công ty chúng ta thật sự tạo thành tổn thất cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu, công ty của chúng ta sẽ bồi thường gấp 10 lần cho ngươi. Thật sao? Ánh mắt gã thanh niên tái nhợt hiện lên sự do dự nhưng rất nhanh đã cười nhạo, con mẹ nó, ngươi đang khoác lác à? Còn nói là bồi thường gấp 10, ta nói muốn 100 triệu, ngươi sẽ bồi thường cho ta 1 tỷ sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng đáp, nếu quả thật có vấn đề, bồi ngươi 100 tỷ cũng không thành vấn đề. Con mẹ nó, ngươi là ai vậy? Ngươi còn khoác lác hơn cả người kia nữa. Gã thanh niên tái nhợt khinh thường nhìn Hạ Thiên, ngươi là nhân viên nào? Con mẹ nó, ở đây có chuyện của ngươi sao? Ha ha, hắn không phải nhân viên. Lam Y Nhân mỉm cười giới thiệu, hắn tên Hạ Thiên, là đại boss của tập đoàn thần y. Hắn nói bồi thường bao nhiêu thì là bấy nhiêu, một xu cũng không thiếu của ngươi. Gã thanh niên tái nhợt cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, vẫn có chút không tin tưởng lắm. Bộ dạng như vậy mà lại là ông chủ của tập đoàn thần y. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta. Được, vậy các ngươi bồi thường ta 100 tỷ đi. Gã thanh niên tái nhợt hừ lạnh một tiếng, có chút giảo hoạt, đây chính là các ngươi nói đấy, tốt nhất đừng có rút lời. Hôm nay ta mang người đến, có mấy người là phóng viên tòa soạn, còn có truyền thông nổi tiếng. Ngươi dám trêu đùa ta sẽ khiến cho các ngươi thân bại danh liệt. Giá cổ phiếu công ty các ngươi sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lam Y Nhân lạnh nhạt nói, được thôi, số tiền đó đối với chúng ta mà nói chẳng tính là gì. Vậy thì thẳng thắn đi, mau bồi thường cho ta. Gã thanh niên tái nhợt lấy cái ghế dựa, đại mã kim đao ngồi xuống, các ngươi đừng kéo dài thời gian nữa, mau giải quyết cho ta đi. Tiểu Chu còn rót cho hắn ta một tách trà. Gã thanh niên tái nhợt bưng tách trà lên uống, sau đó mắng to, tóm lại, nếu hôm nay các ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng, ta sẽ khiến cho công ty các ngươi mất hết danh dự. Đừng nóng vội, Lam Y Nhân khẽ cười, trước tiên, ta còn cần xác nhận một việc. Gã thanh niên tái nhợt khó chịu hỏi, ngươi muốn giở trò gì? Giở trò chính là cái tên ngu ngốc ngươi đấy. Hạ Thiên nói, con mẹ nó, ngươi đang mắng người à? Gã thanh niên tái nhợt giận tái mặt, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tổng giám đốc công ty rách nát đó thì có thể mắng chửi người khác. Lão tử không phải nhân viên của ngươi, cho nên ngươi đừng hòng cư xử như thế với ta. Lam Y Nhân mỉm cười trấn an Hạ Thiên, bảo hắn đừng gấp, việc này cứ giao cho nàng xử lý. Xin hỏi vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Lam Y Nhân mỉm cười nhìn gã thanh niên tái nhợt, còn nữa, ngươi hãy lấy ra sản phẩm mà ngươi mua của công ty chúng ta ra đây để ta kiểm tra một chút. Gã thanh niên tái nhợt khó chịu hừ một tiếng, ta không sợ các ngươi trả thù. Ta tên Dịch Đại Sơn, là người bình thường thôi. Hôm trước, vợ của ta mua của công ty các ngươi sản phẩm này. Nói xong, hắn ta đặt chai dưỡng nhan đan lên bàn, sau đó móc một cái hóa đơn từ trong túi ra. Tất cả đều ở đây, ngươi cho rằng ta làm giả để lừa các ngươi à? Dịch Đại Sơn khinh thường nói, lão tử không thiếu tiền, chỉ là tức không chịu nổi, nhất định phải đến đây đòi một lời giải thích. Lam Y Nhân cũng không hỏi tiếp, chỉ nhìn hóa đơn trước mặt, cũng không có vấn đề gì. Sau đó, nàng cần lấy chai dưỡng nhan đan để xem qua, xác thực không có vấn đề gì. Lại mở nắp chai ra ngửi, cũng không ngửi thấy mùi gì lạ, nàng tiện tay đưa cho Hạ Thiên, ông xã, chàng xác nhận xem đây có phải là sản phẩm của công ty chúng ta không? Không cần ngửi, là giả. Hạ Thiên thuận miệng nói, cái tên ngớ ngẩn kia đến đây chỉ để lừa gạt. Ha ha ha, Dịch Đại Sơn nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi phá lên cười, ta biết các ngươi sẽ không thừa nhận, quả nhiên vẫn là kiểu cách đó. Kế tiếp không phải là đuổi ta đi, nếu không đi, các ngươi sẽ báo cảnh sát. Lam Y Nhân đương nhiên tin tưởng Hạ Thiên 100%. Đã như vậy, người trước mắt nhất định có chuẩn bị mà đến. Tập đoàn thần y quả nhiên lòng dạ hiểm độc, thiếu chút nữa hại chết người thì không nói, bây giờ còn dám cắn ngược lại ta. Dịch Đại Sơn chậm rãi đứng lên, nói với những người đi cùng với hắn ta, các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Mấy công ty này còn có danh dự gì có thể nói? Các ngươi quay về đưa tin cho ta, vạch trần diện mạo vừa hôi thối vừa buồn nôn của công ty này. Người này càng nói càng dõng dạc giống như đang diễn thuyết. Các công ty cùng tầng lầu đều nghe tiếng đến tham gia náo nhiệt, bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Dịch tiên sinh,
không nói trước chai sản phẩm này của ngươi là thật hay giả. Lam Y Nhân cắt ngang lời nói của Dịch Đại Sơn. Nếu ngươi đã nói chắc như đinh đóng cột, vậy vợ của ngươi đâu? Cho dù không tiện tới, vậy báo cáo tình hình vết thương của nàng ta đâu? Làm sao để chứng minh vết thương của nàng ấy là do dưỡng nhan đan gây ra? Cũng không thể để ngươi ăn không răng trắng, nói cái gì thì là cái đó được. Nếu ngươi không tin tưởng chúng ta, vậy ngươi báo cảnh sát đến điều tra cũng được. Báo cảnh sát, Dịch Đại Sơn sửng sốt, sau đó cười lạnh, công ty các ngươi có tiền có thế, ta chỉ là một bách tính bình dân, chẳng lẽ còn đấu qua lại các ngươi sao? Nói không chừng ta còn bị các ngươi diệt khẩu nữa đấy chứ. Vậy thì kỳ lạ quá. Gương mặt Lam Y Nhân làm ra vẻ hiếu kỳ, ngươi sợ bị công ty chúng ta trả thù nên không dám báo cảnh sát. Vậy tại sao hôm nay ngươi lại có can đảm đến đây gây loạn? Ngươi không sợ sau này chúng ta trả thù ngươi sao? Dịch Đại Sơn có chút không nói được, đành phải cậy mạnh, ngươi bớt nói sang chuyện khác đi. Tóm lại, công ty các ngươi lòng dạ hiểm độc, bán thuốc giả xem mạng người như cỏ rác. Nữ nhân ngươi nhìn thì xinh đẹp nhưng tâm địa lại độc ác đến như thế, đúng là độc nhất a. À. Xem ra đám ngu ngốc các ngươi đến đây để tìm chết. Hạ Thiên nghe không nổi nữa, một cước đạp bay người này. Dịch Đại Sơn nằm vạ xuống đất, kêu lên, tất cả đến đây mà xem, tập đoàn Thần Y chẳng những bán thuốc giả, mà còn đánh người. Bọn họ muốn giết người, a. À. Nói xong, hắn ta bỗng nhiên mở to mắt, cả người giật giật, tiếp theo há miệng phun ra một ngụm máu đen, các ngươi lại hạ độc. Người vây xem ngẩn người, sau đó ồn ào hẳn lên, giết người rồi. Lại có thêm một đám người không biết từ nơi nào xuất hiện. Bọn họ mang theo máy quay phim, máy chụp ảnh chụp lia lịa Dịch Đại Sơn đang nằm trên mặt đất. Ta là Trần Sảo Sảo, phóng viên của Daily Business News. Một nữ phóng viên tay cầm micro hướng về phía Lam Y Nhân, xin hỏi ngươi chính là người phụ trách của chi nhánh tập đoàn Thần Y ở Thiên Hải. Gần đây, sản phẩm của công ty các ngươi xuất hiện rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Có không ít người sau khi sử dụng xong thì xuất hiện hiện tượng bị hủy dung, xin hỏi ngươi định xử lý như thế nào? Bây giờ, có khách hàng tiêu dùng đến cửa yêu cầu một lời giải thích từ phía công ty của các ngươi bị chúng độc bỏ mình, xin hỏi các ngươi giải thích như thế nào? Còn nữa, nữ phóng viên này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, mỗi vấn đề đặt ra đều rất bén nhọn, không cho Lam Y Nhân có khe hở để trả lời. Những người đi theo Dịch Đại Sơn tất nhiên không buông tha cho cơ hội ồn ào. Người nào cũng cầm điện thoại quay chụp, miệng còn hô to khẩu hiệu thống nhất. Tập đoàn Thần Y chuyên bán hàng giả, xem mạng người như cỏ rác, thiên lý bất dung. Tập đoàn Thần Y chuyên bán hàng giả, xem mạng người như cỏ rác, thiên lý bất dung. Tập đoàn Thần Y chuyên bán hàng giả. Lam Y Nhân biết nhất định có người đang lên kế hoạch bôi nhỏ tập đoàn Thần Y, cắt đứt khả năng phát triển của công ty ở thành phố Thiên Hải. Các ngươi đến đúng lúc nhỉ, giống như sớm biết nơi này sẽ có tin tức lớn. Lam Y Nhân bình tĩnh nhìn nữ phóng viên trước mắt, cười hỏi một câu. Nữ phóng viên nhướng mày, lập tức đáp, vị nữ sĩ này, mời ngươi trực tiếp trả lời câu hỏi của ta, đừng lẫn lộn trọng điểm. Chúng ta đến tham gia đại hội thương mại được tổ chức cùng tầng lầu, vừa lúc gặp phải chuyện nơi này, cho nên mới đến phỏng vấn một câu. Nhân tiện, tin tức này sẽ được phát trực tiếp trên mạng, chỉ trì hoãn khoảng một phút, ngươi có thể suy nghĩ trả lời vấn đề ta như thế nào. Sắc mặt Lam Y Nhân lạnh lại, được, cái bẫy này của các ngươi đúng là từng vòng đan xen, sợ tập đoàn Thần Y không chết. Ngươi đang nói xấu tính công chính của người làm truyền thông chúng ta, mời ngươi thu lại câu nói này, đồng thời xin lỗi ta và tất cả những người làm truyền thông. Sắc mặt Trần Sảo Sảo cứng đờ, lời lẽ càng thêm chính nghĩa, còn nữa, sản phẩm công ty các ngươi xảy ra vấn đề, đây là sự thật. Bây giờ có người độc phát thân vong ở công ty các ngươi, đây cũng là sự thật. Có phải sự thật hay không, cái này cần phải điều tra mới được. Lam Y Nhân lạnh nhạt nói. Trần Sảo Sảo nghe xong, lập tức phản bác lại, ý của ngươi là chúng ta ngụy tạo tin tức sao? Chẳng lẽ truyền thông đều tung tin đồn nhảm, những người bị hại kia cũng đều là giả mạo. Vừa rồi, người độc phát thân vong kia cũng là làm bộ. Tập đoàn Thần Y các ngươi hoàn toàn vô tội. Không sai, lúc này Hạ Thiên bước ra, lười biếng nói, những lời ngươi nói đều là sự thật. Hai mắt Trần Sảo Sảo mở to lên, tức giận nói, ngươi không nghe ra được ta đang phản bác sao?
những gì mà ngươi nói vừa nãy đều là sự thật, không cần phải phản bác gì cả. Hạ Thiên nói, cho dù ngươi nhận tiền cố tình đến bôi nhỏ tập đoàn thần y, nhưng nể tình những lời nói thật của ngươi vừa nãy, ta không đánh ngươi. Trần Sảo Sảo bó tay, vị tiên sinh này, ngươi đang cố ý giả ngu sao? Không nói trước sản phẩm công ty ngươi có vấn đề, vừa rồi có người uống trà ở công ty các ngươi, trực tiếp độc phát thân vong. Việc này mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi không phải nói chúng ta nói bừa chứ? Ai nói hắn ta chết rồi? Hạ Thiên hỏi lại. Trần Sảo Sảo cảm thấy người trước mắt đúng là không biết nói lý, lập tức chỉ vào Dịch Đại Sơn đang nằm dưới đất, quát lớn với Hạ Thiên, hô hấp không còn, tim cũng ngừng đập, còn phun nhiều máu như thế, ngươi mở mắt vẫn còn bịa đặt được sao? Mở mắt bịa đặt chính là các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, hắn ta chết hay không, thử một lần thì biết thôi. Ngươi muốn làm gì? Trần Sảo Sảo nhìn thấy Hạ Thiên cách Dịch Đại Sơn càng lúc càng gần. Hạ Thiên cũng không thèm phản ứng nàng ta, bước thẳng đến trước mặt Dịch Đại Sơn. Có người muốn ngăn cản Hạ Thiên nhưng bị hắn tiện tay đẩy ra xa mấy mét. Đồ ngu ngốc, ta cho ngươi 3 giây, lập tức nói rõ ràng mọi việc. Hạ Thiên lười biếng nói, nếu không, ta sẽ cho ngươi chết thật ở đây luôn. Ngươi, người ta chết rồi cũng không buông tha sao. Trần Sảo Sảo trợn mắt, lập tức nói, quay phim đâu, mau quay lại gương mặt ghê tởm của hắn cho ta. Ta nhất định phải cho tất cả mọi người thấy rõ, chuyện gì xảy ra vậy? Nhân viên quay phim cũng phát mộng, bởi vì máy móc đột nhiên hỏng, cái gì cũng không sử dụng được nữa. Không đứng dậy đúng không? Vậy thì đừng đứng dậy nữa. Giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên ngân châm, chậm rãi đâm tới Dịch Đại Sơn đang chết. Dừng tay, lúc này lại có người lao đến, nắm chặt tay Hạ Thiên, người muốn làm gì? Làm y nhân nhìn người vừa đến. Lại càng hiểu rõ hơn chuyện hôm nay. Ồ, là hội trưởng Hiệp hội Cổ Y Nam Cung Vũ Tiên Sinh. Trần Sảo Sảo nhìn người đến, ánh mắt không khỏi sáng lên, lập tức tiến lên nói rõ tình huống, ngài đến vừa kịp lúc, người của tập đoàn thần y đã bức tử người khác, thậm chí còn không buông tha cho thi thể. Năm nay Nam Cung Vũ được 70 tuổi nhưng bảo dưỡng không tệ, ngoại trừ râu ria hoa râm, cả người giống như nam nhân hơn 40 mà thôi. Tập đoàn thần y Nam Cung Vũ giật mình, khó trách, sản phẩm gần đây của công ty các ngươi xảy ra không ít chuyện. Ta đã cho người đi điều tra, trước khi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, ta sẽ thu lại toàn bộ sản phẩm của công ty các ngươi, không cho phép tiêu thụ ở thành phố Thiên Hải nữa. Hạ Thiên khó chịu nói, lão đầu, ngươi là ai? Ngươi nói không cho phép thì là không cho phép à? Ta tên Nam Cung Vũ, là một y sư, nhận được sự để mắt của y giới. Cho nên ta được đề bạt làm hội trưởng Hiệp hội Cổ Y. Nam Cung Vũ lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu cũng không khách sáo, ở thành phố Thiên Hải, tất cả những gì liên quan đến y dược, ta nói không được phép thì là không được phép, ngươi có ý kiến gì sao? Làm y nhân nói, Nam Cung tiên sinh, tất cả sản phẩm của công ty chúng ta đều được kiểm tra chất lượng xong xuôi mới đưa vào thị trường, mỗi một sản phẩm đều có số series đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Trên thế giới không có gì là tuyệt đối. Nam Cung Vũ vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, còn nữa, vừa rồi nhìn ngươi dường như muốn dùng châm. Không biết ngươi học y được mấy năm, có chứng chỉ hành nghề thầy thuốc hay không, có hiệp hội nào chứng nhận cho ngươi hay không. Y thuật của ta đệ nhất thiên hạ, không cần chứng nhận gì cả. Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói, trên thế giới chẳng có ai xứng đáng phát chứng nhận cho ta. Y thuật đệ nhất thiên hạ. Khẩu khí lớn thật, ai phong cho ngươi? Nam Cung Vũ cười lạnh, ta cũng muốn biết ngươi là ai? Học nghề từ người nào? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên hờ hững nói, y thuật của ta đệ nhất thiên hạ, đây chính là sự thật, không ai phong cả. Ta có 3 sư phụ, Đại sư phụ Trương Minh Đà. Tuy nhiên, y thuật của ta nhiều hơn là tự học, đã sớm vượt qua ông ấy. Trương Minh Đà. Nam Cung Vũ cau mày, khinh thường càng đậm, thì ra là đồ đệ của quỷ y Trương Minh Đà, khó trách xem mạng người như cỏ rác. Việc hôm nay, ta quản. Nếu tập đoàn thần y các ngươi không cho ta một lời giải thích, các ngươi đừng hòng ở thành phố Thiên Hải, không, đừng nghĩ đến việc đặt chân trong toàn bộ giới y học. Người nào nghe xong cũng kích động không thôi, cảm kích tột độ đối với vị Nam Cung lão tiên sinh kia.
Hạ Thiên lười biếng nói, lão đầu nhi, đừng giả bộ nữa. Chuyện hôm nay không phải do ngươi sắp xếp hết sao, bây giờ còn giả bộ chính nghĩa gì nữa. Đến bây giờ, ngươi còn muốn cắn ngược Nam Cung tiên sinh sao? Tập đoàn thần y của các ngươi đúng là ti tiện. Trần Sảo Sảo ở bên cạnh không ngừng chế giễu. Trước cứ thông báo cho gia đình mang thi thể về. Nam Cung Vũ dặn dò, còn nữa, lập tức báo cảnh sát. Mọi người ngăn cản hết tất cả lối ra, đừng để bọn họ chạy mất. Ta không nói hắn ta có thể đi. Hạ Thiên khó chịu, tiến lên dẫm lên người Dịch Đại Sơn, người khác không mang đi được. Nam Cung Vũ quát lạnh, người ta đã chết rồi, người còn không muốn buông tha cho hắn ta. Người quả thật không bằng cầm thú. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi, để tiểu tử này lại rồi hãy nói. Hạ Thiên nhếch miệng, ngân châm một lần nữa đâm xuống. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi điếc à? Nam Cung Vũ bị chọc giận, đưa tay chụp về phía Hạ Thiên. Một tay khác của Hạ Thiên nhẹ nhàng điểm trúng bàn tay của Nam Cung Vũ, lúc này ngân châm đã đâm vào mi tâm Dịch Đại Sơn. Tập đoàn thần y của các ngươi đúng là quá đáng. Trần Sảo Sảo tức giận đến toàn thân phát run, mắng to Hạ Thiên, tên ma đầu giết người không chớp mắt kia, người hại chết người còn chưa đủ, lại còn sỉ nhục thi thể của người ta. Nàng ta còn chưa nói hết, Dịch Đại Sơn ho khan hai tiếng, lập tức kêu thảm lên, a, à, đau quá, đau quá. Trần Sảo Sảo cứng họng, ngẩn cả người, ánh mắt vô thức liếc nhìn Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cũng sững người, hiển nhiên không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện này. Nửa ngày sau cũng không biết nói cái gì. Vừa rồi ai đã nói chắc như đinh đóng cột hắn ta bị chúng ta độc chết. Lam y nhân thản nhiên hỏi ngược lại, xem ra, khi các ngươi dội nước bẩn, các ngươi chuẩn bị còn chưa được đầy đủ. Dù sao Trần Sảo Sảo cũng là phóng viên, rất nhanh lấy lại tinh thần, chuyện này chỉ có thể nói rõ mạng của vị Dịch tiên sinh này lớn, cũng không thể nói chuyện các ngươi hạ độc trong trà không tồn tại, càng không thể nói rõ sản phẩm của công ty các ngươi không có vấn đề. Nói hay lắm, Lam y nhân mỉm cười, thậm chí nhịn không được vỗ tay lên, mời Trần phóng viên giải thích một chút, vừa rồi không có ai nói hắn ta uống trà trúng độc, tại sao ngươi lại biết thế? Sắc mặt Trần Sảo Sảo cứng đờ, lập tức giải thích, trước khi Dịch Đại Sơn chết đã kêu lên, tất cả mọi người đều nghe được. Ta nhớ hắn ta chỉ nói một câu các ngươi hạ độc thôi mà, có nhắc gì đến chữ trà đâu. Lam y nhân một lần nữa hỏi ngược lại, còn nữa? Tại sao ngươi biết hắn ta tên Dịch Đại Sơn? Vừa rồi hình như không ai đề cập tên của hắn ta với ngươi mà. Đây là, bởi vì, lúc này, Trần Sảo Sảo thật sự không phản bác được. Ngược lại Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Lam Y Nhân và Trần Sảo Sảo, cao giọng nói, cho dù vị tiên sinh này không chết, nhưng không thể nói rõ hắn ta không trúng độc, ta cần kiểm tra cho hắn ta một chút. Nói xong. Nam Cung Vũ liền sờ mạch Dịch Đại Sơn. Ta thấy ngươi muốn giết người diệt khẩu. Hạ Thiên bắt lấy tay Nam Cung Vũ, bóp nhẹ một cái khiến cho đối phương đau đến nhe răng. Một cây ngân châm rơi xuống đất, một giọt chất lỏng màu đen cũng vẩy xuống đất, trong nháy mắt hòa tan mặt đất thành cái hố. Nam Cung tiên sinh, tại sao ngươi muốn giết ta? Gương mặt Dịch Đại Sơn hiện lên vẻ khó tin, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Điều này còn cần hỏi vì sao à? Lam y nhân cảm thấy Dịch Đại Sơn đúng là có chút đáng thương, đơn giản chỉ là muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Giết người diệt khẩu. Dịch Đại Sơn sửng sốt vài giây, sau đó tức giận không thôi, nhìn Nam Cung Vũ hỏi, Nam Cung tiên sinh, ta dựa theo những gì ngươi dặn dò mà làm. Nếu không phải ngươi uy hiếp ta, ta cần chi đến gây rối ở tập đoàn thần y chứ? Nam Cung Vũ kinh ngạc. Há miệng hét to một câu, câm miệng, người đúng là ngu xuẩn. Tại sao ta lại phải câm miệng? Dịch Đại Sơn lắc đầu đứng dậy, lửa giận trong lòng vẫn khó mà dội tắt, người muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn phải che giấu cho ngươi sao? Bây giờ ta sẽ nói hết mọi chuyện cần nói ra. Trần Sảo Sảo lập tức tỏ thái độ, lớn tiếng nói, mọi người đừng tin hắn ta, người này chính là một tên lừa đảo. Vừa rồi, hắn ta chỉ đang nói hưu nói vượt. Muốn dội nước bẩn Nam Cung tiên sinh, đúng là đáng chết. Ngươi cũng đừng muốn rũ sạch, Dịch Đại Sơn chỉ vào Trần Sảo Sảo, khi thương lượng, ngươi cũng có mặt mà. Đúng là buồn cười, sắc mặt Trần Sảo Sảo lạnh lại, khinh miệt nói, các ngươi đều nghe thấy hết đúng không? Đây chính là một con chó điên, bây giờ còn muốn dội nước bẩn vào ta.
miệng của hắn ta một chữ cũng có thể tin sao? Nam Cung Vũ hừ lạnh, Trần Tiểu Thư, đừng lãng phí nước bọt nữa. Có một số người đang muốn diễn nháo kịch, thứ cho ta không thể phụng bồi. Khoan đã, Nam Cung tiên sinh, cần chi phải vội vã đi như vậy? Lam Y Nhân cười nhạt, tiến lên chặn đường của ông, nếu vị Dịch tiên sinh này muốn vạch trần, thế thì ngươi ngại gì không nghe hết rồi hãy đi. Gương mặt Nam Cung Vũ tràn ngập sự giận dữ, ta hoàn toàn không biết hắn ta, cũng không hứng thú nghe hắn ta kể chuyện xưa. Ta còn có việc, không rảnh ở đây lãng phí thời gian với các ngươi. Thật ngại quá, chuyện xưa này ngươi nhất định phải nghe xong rồi hãy nói. Lam Y Nhân lạnh lùng nói. Tránh ra cho ta, Nam Cung Vũ gấp lên, đưa tay muốn đẩy Lam Y Nhân, không ngờ phát hiện ông ta không thể động đậy được, chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Thiên nhếch miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi đi được sao? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nam Cung Vũ vùng vẫy một hồi, phát hiện không có tác dụng liền nói với Hạ Thiên, ta là hội trưởng Hiệp hội Cổ y thành phố Thiên Hải, ngươi cũng dám thi châm với ta, ngươi thật to gan. Hạ Thiên khinh thường nói, ta chỉ dùng châm pháp sơ đẳng nhất, ngay cả cái này mà ngươi cũng không phá được, chức hội trưởng gì đó của ngươi cũng chỉ là phế vật. Ngươi, sắc mặt Nam Cung Vũ đỏ lên nhưng ông ta đích thật không có biện pháp, đành phải nói, những chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Ta và tên cẩu vật đó không biết nhau, ngươi đừng hòng dội hết nước bẩn lên người ta. Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, Dịch Đại Sơn đã bị chọc giận, ta là cẩu vật. Nam Cung tiên sinh. Hôm qua ngươi không phải nói như vậy mà. Ông ta nói như thế nào? Lam Y Nhân cười hỏi, bây giờ có rất nhiều truyền thông ở đây, còn có Trần phóng viên đang trực tiếp, ngươi hãy nói ra nghe thử xem sao. Mặt Trần Sảo Sảo đỏ lên, lập tức nói, máy quay hỏng rồi, cũng không có tín hiệu, trực tiếp không được. Vừa dứt lời, máy quay phim lập tức khôi phục lại bình thường, hình ảnh cũng đồng bộ trên mạng. Ngươi làm cái gì thế? Trần Sảo Sảo giật mình, mắng to với nhân viên quay phim, mau tắt cho ta, bây giờ không thể truyền trực tiếp lên mạng được. Đừng tắt, cứ trực tiếp cho ta muốn vạch trần diện mạo thật của xí nghiệp dược Nam Cung. Dịch Đại Sơn ôm lấy ống kính máy quay, thao thao bất tuyệt. Vợ của ta thật ra là dùng thuốc của xí nghiệp dược Nam Cung, kết quả bị hủy dung. Ta đến tập đoàn Nam Cung đòi lại công bằng, chính Nam Cung Vũ đã tiếp đãi ta. Ông ta nói sẽ bồi thường tiền cho ta, nhưng ta nhất định phải giúp ông ta làm một việc. Nếu không, ông ta sẽ sử dụng quan hệ khiến cho cả nhà ta không sống ở thành phố Thiên Hải. Nam Cung Vũ trợn mắt, giống to, đúng là nói hưu nói vượt. Con chó dại này, người nhất định đã nhận tiền của tập đoàn thần y, cố ý muốn bôi đen Nam Cung ra chúng ta. Ta có chứng cứ, Dịch Đại Sơn lập tức lấy điện thoại ra, ở đây ta có bản thu âm. Khi chúng ta nói chuyện với nhau, ta có lén thu âm lại, chính là sợ ngươi đổi ý. Mặt Nam Cung Vũ đen lại, ông ta vạn lần không nghĩ đến ông ta lại bị tiểu nhân vật như thế cắn ngược một cái. Dịch Đại Sơn không đợi người khác lên tiếng, trực tiếp mở đoạn băng ghi âm lên. Đầu tiên là tạp âm, nhưng rất nhanh đã có âm thanh rõ ràng. Nội dung ghi âm, ngươi chính là ông chủ của tập đoàn Nam Cung, vợ của ta sử dụng thuốc của công ty các người. Kết quả gương mặt bị hủy. Nếu công ty các người không cho ta một câu trả lời hài lòng, ta sẽ tìm đến truyền thông tố cáo các người. Ta là Nam Cung Vũ, ông chủ của tập đoàn Nam Cung, hội trưởng Hiệp hội Cổ y. Giọng nói của Nam Cung Vũ vang lên, thái độ khá ngạo mạn và khinh miệt, chuyện của ngươi, ta đã biết. Như vậy đi, ta sẽ bồi thường cho vợ của ngươi 500 vạn. Xử lý như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Đại Sơn lập tức động tâm. Nói chuyện cũng khách sáo hơn, vợ của ta chữa trị về sau tốn rất nhiều tiền, đồng thời còn có phí tổn thất tinh thần nữa. 500 vạn miễn cưỡng cũng đủ. Chỉ bằng như thế này, ta ngoài định mức đưa cho ngươi 600 vạn, muốn nhờ ngươi thay ta làm một việc. Nam Cung Vũ vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Giọng nói Dịch Đại Sơn có chút run lên. Số thuốc này đều là thuốc của tập đoàn thần y, công ty chúng ta chỉ là đại diện tiêu thụ mà thôi. Giọng nói Nam Cung Vũ trầm xuống, ngày mai, người đến chi nhánh tập đoàn thần y ở Thiên Hải tìm bọn họ để lý luận. Dù sao, cũng là thuốc của công ty bọn họ xảy ra vấn đề. Dịch Đại Sơn thoáng có chút do dự, cái này không được tốt cho lắm. Không có gì là không tốt cả, chẳng lẽ ngươi không muốn tiền nhiều hơn sao?
Nam Cung Vũ cười vang, chỉ cần ngươi đi làm, chẳng những có thể đạt được 600 vạn, mà còn có thể cắn được một khối thịt lớn của tập đoàn thần y nữa, cớ sao mà không làm chứ? Nhưng năng lượng tập đoàn thần y không nhỏ, ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Dịch Đại Sơn vẫn còn khá tỉnh táo. Nam Cung Vũ tiếp tục giật dây, sợ cái gì? Nơi này là thành phố Thiên Hải, ta là hội trưởng hiệp hội cổ y, có ta làm chỗ dựa sau lưng ngươi, bọn họ không lật được sóng lớn gì đâu. Dịch Đại Sơn xác thực động tâm, nhưng vẫn có chút do dự, ta chỉ có một mình, có làm loạn thế nào cũng vô dụng. Cho nên, ta đã sắp xếp cho ngươi một số người. Nam Cung Vũ vỗ tay, sau đó, nghe được tiếng cửa phòng mở ra, tiếng giày cao gót bước vào. Mấy giây sau, tiếng giày cao gót ngừng lại, giọng của một nữ nhân vang lên, Nam Cung tiên sinh, ngươi tìm ta có việc gì? Vị này là phóng viên Trần Xảo Xảo, nàng ấy sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi. Nam Cung Vũ vừa cười vừa nói. Về sau chính là nội dung cụ thể ba người thảo luận với nhau, bao gồm mở màn như thế nào, phối hợp ra sao, kết thúc công việc, cần cái gì có cái đó, có thể nói là mưu đồ rất kỹ càng. Nếu Hạ Thiên không có ở đây, có khả năng bọn họ sẽ thành công. Đây là giả, ghi âm này là ngụy tạo, ta chưa từng đến tập đoàn Nam Cung, càng không gặp qua Nam Cung Vũ. Gương mặt Trần Xảo Xảo lộ ra vẻ kinh hoàng, rất nhanh nghĩ đến biện pháp ứng đối, tập đoàn thần y các ngươi thật hèn hạ, còn muốn hãm hại ta. Hạ Thiên có chút khinh bỉ nhìn Trần Xảo Xảo, thôi ngươi đừng chém gió nữa. Vừa nãy ngươi và lão gia hỏa này còn chơi nhau trong nhà vệ sinh, mùi trên người còn chưa tan, còn giả bộ không biết nhau. Lời vừa nói ra, người vây xem đều sợ ngây người, ánh mắt nhìn Trần Xảo Xảo có chút là lạ. Nên biết rằng, mặc dù bề ngoài của Nam Cung Vũ nhìn vẫn còn rất trẻ nhưng nói thế nào cũng đã 70. Trần Xảo Xảo lại làm cái chuyện như vậy với một lão già trong nhà vệ sinh, đúng là buồn nôn. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Mặt Trần Xảo Xảo chuyện thành màu gan heo, xấu hổ không chịu nổi, ngươi đang sỉ nhục ta. Ngươi có chứng cứ gì chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà vu khống cho người khác? Trần Xảo Xảo là phóng viên, hình tượng từ trước đến nay không tệ, cộng thêm nàng ta thường xuyên vạch trần những mặt tối của các xí nghiệp, trên mạng đã sớm có tên tuổi là nữ thần chính nghĩa. Câu nói này của Hạ Thiên khiến người xem như ong vỡ tổ. Không chỉ người chung quanh ồn ào, giao diện mưa đạn này cũng đã trực tiếp đầy trên mạng. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Dám khinh miệt nữ thần chính nghĩa của chúng ta. Đúng vậy, Xảo Xảo sao có thể làm chuyện đó với lão đầu kia chứ? Người này đang ngậm máu phun người. Các huynh đệ, mau làm thịt hắn cho ta. Ta muốn phun chết hắn. Bây giờ ta đến hiện trường xé nát miệng tên chó chết đó. Sỉ nhục Trần Xảo Xảo thì thôi đi, còn sỉ nhục luôn cả Nam Cung tiên sinh. Giết chết hắn cho ta. Ngươi nói Trần Xảo Xảo ngủ với tên phú nhị đại nào đó thì ta còn tin. Một lão già, làm sao có thể? Quả nhiên là công ty bán thuốc, nhân viên cũng cặn bã như vậy. Hạ Thiên xưa nay không nói ra cái gì mà không có chứng cứ, hắn dự định châm cho cô nàng kia một châm, để chính nàng ta nói ra sự thật. Lúc này, đột nhiên màn hình ở khu vực nghỉ ngơi sáng lên. Bên trong đang phát hình ảnh Nam Cung Vũ và Trần Xảo Xảo lần lượt tiến vào một gian phòng nào đó trong nhà vệ sinh Nam. Sau đó, mặc dù hình ảnh không được phát lên màn hình, nhưng âm thanh lại khá rõ ràng, khiến người ta đều biết chuyện gì xảy ra bên trong. Không thể nào, Trần Xảo Xảo cảm giác đầu óc trống rỗng, vô thức nói một câu, tại sao trong nhà vệ sinh lại có camera giám sát, hơn nữa camera giám sát còn có thể ghi lại âm thanh của ta và Nam Cung Vũ chứ? Nói xong, nàng ta nhận ra không ổn, lập tức che miệng lại. Lam y nhân đại khái đoán được đây chính là thủ bút của bé ngoan. Mặc dù nàng không biết tại sao bé ngoan lại làm được, nhưng trước mắt không cần nói thêm cái gì. À, là thật. Nữ thần của ta, tại sao ngươi, đúng là buồn nôn. Làm chuyện đó trong nhà vệ sinh Nam, mẹ nó, không có tiền mướn phòng hay sao? Ngoá nó. Ta còn tận lực bình chọn cho nàng ta trên mạng nữa chứ. Nam Cung Vũ, người 70 tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện như vậy. Mấy chuyện này, cho dù người bỏ tiền chơi gái cũng cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt Trần Xảo Xảo tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tuy nhiên, kiếp sống phóng viên nhiều năm vẫn khiến cho nàng ta trong nháy mắt tìm được chỗ đột phá. Đúng,
ta và Nam Cung tiên sinh làm chuyện đó đấy, thì sao? Trần Sảo Sảo quyết định không thèm đếm xỉa, Nam Cung tiên sinh góa vợ nhiều năm, ta cũng chưa kết hôn. Chúng ta là tự do yêu đương, muốn làm chỗ nào thì làm, ngại các ngươi à? Lam Y Nhân thật sự bội phục, nàng nhìn Trần Sảo Sảo, người đúng là cái gì cũng có thể thông suốt được. Trần Sảo Sảo vòi đã mẻ không sợ rơi, đương nhiên phải cắn một miếng thịt từ trên người tập đoàn thần y xuống mới hả giận, điều này có liên quan gì đến việc tập đoàn thần y các ngươi bán thuốc giả, thiếu chút hại chết người. Ồ, người còn có thể đảo ngược được sao? Lam Y Nhân khoanh tay mỉm cười. Ai biết được người này có phải là nội ứng các ngươi phái đến để hãm hại ta và Nam Cung tiên sinh hay không? Trần Sảo Sảo không biết xấu hổ nói tiếp. Chỉ dựa vào một đoạn băng ghi âm không đầu không đuôi, một đoạn hình ảnh rất có thể là chắp vá thì muốn rũ sạch vấn đề chất lượng sản phẩm của tập đoàn thần y các ngươi à? Ta và Nam Cung tiên sinh làm gì cũng chẳng liên quan nửa xu đến sản phẩm công ty các ngươi. Vợ của hắn ta quả thật đã sử dụng dương nhan đan, sau đó bị hủy dung. Điều này các ngươi ai cũng không phản bác được. Lời này nghe qua có chút có lý, không ít người bên trong hành lang cũng đồng ý. Cách đó không xa, có người mỉm cười, cao giọng nói. Thật ngại quá, liên quan đến điều mà ngươi nói, ta vừa lúc có thể phản bác. Ngươi là ai, nơi này có phần nói chuyện của ngươi sao? Trần Sảo Sảo há miệng đáp trả trở lại, thái độ khá khinh thường. Một nam nhân khoảng 30 tuổi dẫn theo một đám người chậm rãi tiến lên, cũng chẳng thèm nhìn Trần Sảo Sảo, chỉ yên lặng nhìn Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp. Người còn nhớ ta không? Khí độ nam nhân kia bất phàm, hắn ta mỉm cười chào hỏi với Hạ Thiên. Từ trước đến nay, Hạ Thiên lười nhớ tên và hình dáng của người khác, trừ phi là mỹ nữ hoặc người thường xuyên gặp mặt. Nghe đối phương hỏi, hắn chỉ đáp, không nhớ, ngươi là ai? Nam nhân kia còn chưa trả lời, ánh mắt của Nam Cung Vũ đã sáng lên, Uyên Nhi, ngươi đến đúng lúc lắm, tiểu tử này dám sỉ nhục danh dự của ta. Còn muốn dội nước bẩn Nam Cung ra, người nhất định phải thay ra ra đòi lại công đạo. Sao, Lam Y Nhân lập tức sinh lòng cảnh giác nhìn nam nhân kia, ngươi là Nam Cung Uyên, người nắm quyền hiện tại của tập đoàn Nam Cung. Đúng, ta là Nam Cung Uyên. Nam Cung Uyên mỉm cười, sau đó nói với Hạ Thiên, hôm đó tạm biệt nhau ở trạm gác trên đảo, ta vẫn luôn trông mong gặp lại Hạ tiên sinh, còn có cửu cô nương. Bây giờ ta đã đạt thành ước nguyện. Nghe được cái tên này, Hạ Thiên ngược lại có chút ấn tượng, là cái tên ngớ ngẩn ngươi à? Ngươi còn chưa chết sao? Khi đó, Hạ Thiên và A Cửu ngồi thuyền đi tìm đảo Trường Sinh, kết quả nửa đường gặp phải Trường Sinh đế quân bị chìm, tiếp theo lại vớt được một chiếc thuyền khác, phát sinh một loạt các sự kiện liên tiếp nhau. Lúc đó, Nam Cung Uyên này dường như đang đuổi giết một nữ nhân nào đó, sau đó bị Hạ Thiên cản lại. Về sau, A Cửu tha cho hắn ta một mạng. Để hắn ta tự sinh tự diệt trên đảo, nghĩ không ra hắn ta vẫn còn sống. Uyên Nhi, ngươi nói nhảm với hắn làm gì, trước cứu ta mau. Nam Cung Vũ mất kiên nhẫn giống lên với Nam Cung Uyên, tiểu tử này không biết đã giở trò gì với ta, khiến cho ta không động đậy được. Nam Cung Uyên đang định nói mấy câu với Hạ Thiên, kết quả bị cắt ngang, lông mày không khỏi cau lại, ông không thấy ta đang nói chuyện với Hạ tiên sinh sao? Thái độ của ngươi là như thế nào? Nam Cung Vũ nổi giận quát mắng. Gương mặt Nam Cung Uyên hiện lên sự chán ghét, ông câm miệng cho ta. Ta đang nói chuyện với Hạ tiên sinh, có phần ông chen miệng vào sao? Làm càn, Nam Cung Vũ giận tím mặt, ta là gia gia của ngươi, là gia chủ Nam Cung gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp người trong nhà làm nhục Nam Cung gia sao? Có loại người như ông, Nam Cung gia mới bị mất mặt. Nam Cung Uyên một chút cũng không nể mặt, trực tiếp mắng lại. Lam Y Nhân nhìn hai ông cháu trước mặt, cảm thấy thật sự quá thần kỳ. Nhưng nghĩ lại nhà nàng đã từng có cục diện tương tự, nàng không khỏi lắc đầu không thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, ngươi cũng muốn đến gây chuyện với ta. Làm gì có chuyện đó? Thái độ của Nam Cung Uyên vô cùng chân thành, Hạ tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào bất kính với ngươi. Ngươi hãy giao chuyện này cho ta xử lý. Hạ Thiên nhếch miệng, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn giở trò gì. Cảm ơn Hạ tiên sinh. Nam Cung Uyên vô cùng cung kính khom người, sau đó quay người nhìn về phía Nam Cung Vũ và Trần Sảo Sảo,
chuyện hôm nay sẽ do ta xử lý, chẳng những trả lại sự trong sạch cho tập đoàn Thần Y, mà còn phải vạch trần diện mạo ghê tởm của hai người. Khi nói, hắn ta còn đưa tay chỉ vào Nam Cung Vũ đang thất kinh và Trần Sảo Sảo đang kinh ngạc. Nam Cung Vũ có chút luống cuống, thấp giọng nói, Uyên Nhi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta chịu nhục, mặt mũi toàn bộ Nam Cung gia sẽ không còn sót lại chút nào, chẳng lẽ ngươi muốn đưa gia tộc vào chỗ chết? Bớt làm bộ đi, Nam Cung Uyên hừ lạnh một tiếng, ông chính là một lão phế vật, trước kia ỷ mình là gia chủ, khắp nơi hết ăn lại uống lừa tiền lừa sắc, làm hỏng cả thân phận. Trong tộc không ai dám nói cái gì cũng bởi vì cái mặt mũi cầu thì đó. Hôm nay, ta sẽ khoét bỏ ung nhọt của Nam Cung ra. Nam Cung Vũ biết đứa cháu này từ trước đến nay là người có chủ kiến, năng lực lại giỏi. Mấy năm qua chấp trưởng phần lớn sản nghiệp Nam Cung ra, uy vọng đang tăng trong gia tộc. Nếu hắn ta quyết tâm xử lý ông ta, chỉ sợ. Chẳng lẽ ông ta mới chính là con chuột nhảy vào trong bẫy? Trần Sảo Sảo cũng không sợ hãi. Dù sao nàng ta cũng không kết giao mật thiết với Nam Cung gia, chỉ là bồi lão già kia ngủ mấy lần, được tập đoàn Nam Cung giúp đỡ chút xíu, cũng không sợ Nam Cung Uyên làm gì nàng ta. Ngươi đủ rồi đấy, quả nhiên, Trần Sảo Sảo đã nổi nóng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chó săn của tập đoàn Thần Y à, ngươi có tư cách gì mà xen vào việc của người khác? Nếu ta có thể làm chó săn cho tập đoàn Thần Y, đó chính là vinh hạnh của Nam Cung Uyên ta. Nam Cung Uyên cũng không thèm để ý Trần Sảo Sảo trào phúng, hôm nay, chúng ta phải nói chuyện từng cái cho rõ ràng. Trước tiên, ta xin nói đến chuyện vợ của Dịch Đại Sơn, rốt cuộc là sử dụng sản phẩm của bên nào mà bị hủy dung. Tiếp theo, hắn ta vung tay lên, mau dẫn người đến đây. Mọi người dần dần tản ra, một nữ nhân đeo khăn che mặt chậm rãi bước về phía bên này. Gần như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Nhân viên quay phim cũng lìa ống kính về phía bên đó. Lam y nhân không khỏi nhích lại gần Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi, ông xã, Nam Cung Uyên đó rốt cuộc muốn làm gì vậy? Là địch hay là bạn? Vợ tiểu y y, nàng không cần khẩn trương. Hạ Thiên nói, chẳng quan tâm hắn ta là địch hay bạn, dù sao chúng ta cứ đứng xem kịch là được. Cho dù hắn ta có âm mưu quỷ kế gì, hắn ta cũng không lật nổi sóng gió gì đâu. Thật ra Lam y nhân không có khẩn trương, nàng đã có chút sáng tỏ sự việc hôm nay. Nam Cung Vũ và Trần Sảo Sảo muốn gài bẫy bôi nhỏ tập đoàn Thần Y, để tập đoàn Thần Y hoàn toàn rời khỏi thị trường khổng lồ Thiên Hải, sau đó bọn họ sẽ mô phỏng sản phẩm tập đoàn Thần Y mà kiếm lời. Dù sao, tổn thất cũng là danh dự tập đoàn Thần Y, cớ sao mà không làm. Tuy nhiên, Lam y nhân cũng đoán được hai người này chỉ là con mồi được thả ra. Đứng đằng sau nhất định còn có một cái bẫy khác. Người đang trốn đằng sau nhìn chằm chằm tập đoàn Thần Y, hơn phân nửa chính là Chu công tử và thế lực sau lưng ông ta. Thứ duy nhất mà nàng không hiểu chính là Nam Cung Uyên. Rốt cuộc là người của thế lực phương nào? Hắn ta thật sự xem Hạ Thiên là ân nhân cứu mạng, sau đó đến hỗ trợ. Hay là cố ý làm màu trước mặt Hạ Thiên nhằm đạt được mục đích không thể cho ai biết? Vợ, tại sao ngươi lại đến đây? Dịch Đại Sơn nhìn thấy nữ nhân bước đến, mở to mắt hỏi, mặt của ngươi còn chưa lành, không thể ra gió, tại sao còn ra ngoài làm gì? Ngươi mau về nhà đi. Nữ nhân che mặt gật đầu với Dịch Đại Sơn, sau đó nói, ta chính là vợ của Dịch Đại Sơn. Dịch phu nhân, ngươi hãy nói những gì mà ngươi đã trải qua cho mọi người nghe đi. Nam Cung Uyên cười nói, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ta bảo đảm ngươi sẽ vô sự. Ta cũng sẽ cho người chữa khỏi mặt của ngươi, cam đoan không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Nữ nhân che mặt do dự một chút, sau đó lên tiếng, tháng trước, ta nhìn thấy có người chào bán sản phẩm mới ở hội trường lầu 9, nhân viên bán hàng nói đây là dưỡng nhan đan của tập đoàn Thần Y, có tác dụng dưỡng da làm đẹp, còn có thể xóa được sẹo, làm trắng da. Vừa lúc trên mặt ta có một vết bớt rất khó coi, ta cũng đã nghe nói đến tên tuổi của tập đoàn Thần Y. Tất cả đều nói sản phẩm của công ty đó rất thần kỳ. Thế là, ta đã bỏ ra hơn 6.000 mua 6 chai. Lam y nhân nghe xong liền cau mày, bởi vì giá bán của dưỡng nhan đan tập đoàn Thần Y không cao như thế, cái rẻ nhất cũng chỉ hơn 600, đắt nhất cũng chỉ khoảng 1.600 là cùng. Đám người trung gian chẳng những kiếm được giá chênh lệch, mà còn bán hàng giả lại còn dám bán giá cao đến như vậy.
khó trách hình ảnh của tập đoàn thần y ở Thiên Hải lại không được tốt. Sau khi sử dụng hết thì sao? Nam Cung Uyên hỏi. Dịch phu nhân dường như vẫn còn sợ hãi, dừng lại 2-3 giây rồi nói tiếp, số dưỡng nhan đan đó vừa có thể uống vừa có thể mài thành bột, thoa thêm chút nước bôi lên mặt. Ban đầu, ta cảm thấy hơi sót, nhưng đúng là có trắng da. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, mặt của ta bắt đầu đau. Lúc đó, ta cũng không suy nghĩ nhiều, nói thế nào bên trong cũng phải có chút dược liệu nào đó. Nhưng sau khi dùng một tuần, gương mặt của ta bắt đầu nóng lên, giống như bắt lửa, có rửa nước như thế nào cũng không bớt. Cuối cùng, nó biến thành như bây giờ. Ngươi còn gì bổ sung nữa không? Nam Cung Uyên hỏi. Dịch phu nhân lắc đầu. Hừ, như vậy không phải nói rõ sản phẩm tập đoàn thần y có vấn đề hay sao? Trần Sảo Sảo hừ lạnh một tiếng, ngươi còn giúp đỡ công ty vô lương đó nói chuyện, đúng là tán tận thiên lương. Không vội, Nam Cung Uyên cười khẽ, lại vỗ tay, mang thêm người ra đây đi. Không bao lâu sau, lại có hai người bị áp giải đến, đồng thời còn có hai cái dương. Hai người kia chính là nhân viên bán hàng trong ngày hôm đó. Nam Cung Uyên chậm rãi nói, về phần hai cái dương này, bên trái chính là dưỡng nhan đan của tập đoàn thần y, bên phải là dưỡng nhan đan chân chính mà ta đã cho người mua từ thành phố Giang Hải. Trần Sảo Sảo lên tiếng, ngươi nói sao thì là vậy. Đương nhiên rồi, Nam Cung Uyên mỉm cười, ta sẽ sớm đoán được ngươi sẽ nói như thế, cho nên khi vận chuyển hai cái dương này đến đây đều có người quay lại, đồng thời còn cố ý tìm hai cảnh sát giám sát toàn bộ hành trình. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể tùy thời nghiệm chứng. Trần Sảo Sảo đột nhiên im bặt, không còn lời nào có thể nói, đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được chỗ đáng sợ của Nam Cung Uyên. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút không được kiên nhẫn, này, ngươi còn muốn nói nhảm đến bao giờ nữa? Hạ tiên sinh, ngươi đừng vội. Nam Cung Uyên mỉm cười trấn an, việc này quả thật hơi dài dòng, dựa theo phong cách của ngươi nhất định có thể giải quyết một cách lưu loát. Nhưng như vậy rất khó khôi phục lại danh dự, cho nên, việc gì cũng nên từ từ cho đến khi bọn họ không còn lên tiếng được nữa. Lần này đến phiên Lam Y Nhân thuyết phục Hạ Thiên, đúng vậy, ông xã chàng gấp cái gì chứ? Thời gian vẫn còn rất nhiều, chúng ta cứ xem kịch đi. Chúng ta hãy thử một chút, đây là dưỡng nhan đan giả, cũng là thứ mà dịch phu nhân đã sử dụng. Nam Cung Uyên mở cái dương bên trái, lấy ra một cái chai rất xinh. Đổ hết toàn bộ thuốc trong chai ra tay, bóp nát thành bột, rồi cho người mang đến một chai nước khoáng hòa với bột thuốc thành bùn rồi bôi lên mặt của mình. Quả nhiên, chưa đến 3 giây, mặt của Nam Cung Uyên liền đỏ lên, giống như da bị bắt lửa. A! Dịch phu nhân nhìn thấy, không khỏi kêu lên. Nam Cung Uyên này đúng là đủ hung ác, Lam Y Nhân cảm thán trong lòng không thôi. Người cử xử hung ác với người khác thì rất phổ biến. Nhưng đối với mình cũng ác như vậy thì đúng là không nhiều. Nam Cung Uyên lại lần lượt tiến hành với 5-6 chai, toàn bộ bóp nát thành bột bôi hết lên mặt của mình, mặt của hắn ta nhanh chóng nát giữa. Người bên cạnh nhìn mà còn cảm thấy đau, người xem trực tiếp trên mạng cũng cảm thấy khó chịu. Đây chính là dưỡng nhan đan giả, ta xài một lượng nhiều hơn, cho nên mặt của ta mới hỏng nhanh như vậy. Trong lúc Nam Cung Uyên nói chuyện, da thịt trên mặt bắt đầu xấu hơn. Bây giờ chúng ta hãy thử dưỡng nhan đan chính hãng được mang đến từ thành phố Giang Hải. Nói xong, hắn ta lấy một chai dưỡng nhan đan từ cái dương bên phải, một cái chai rất đơn giản nhưng không tầm thường, có chút cổ xưa. Hắn ta thao tác tương tự trước mặt mọi người. Chỉ là lần này, mặt của hắn ta rất nhanh ngừng thối rữa, vết thương lại còn chậm rãi khép lại. Quá thần kỳ, người xem không khỏi phát ra tiếng thán phục. Hạ Thiên nhếch miệng. Cái này có gì mà thần kỳ, chỉ là hiệu quả thấp nhất mà thôi. Đúng vậy, Y Tiểu Âm vì không muốn dược hiệu phát ra công dụng quá lớn, cho nên đã cố ý pha loãng. Lam Y Nhân lạnh nhạt nói. Sử dụng hết 3 chai, mặt của Nam Cung Uyên đã khôi phục lại như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra gương mặt bị tổn thương vừa nãy. Chẳng lẽ ngươi cố ý đến quảng cáo sản phẩm cho chúng ta hay sao? Lam Y Nhân bỗng nhiên có suy nghĩ đó. Không khỏi quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vẫn không hứng thú như cũ. Lam Y Nhân mỉm cười, biết Hạ Thiên đã không còn ngăn cản. Điều này nói rõ chiêu thức của Nam Cung Uyên xác thực có chút hiệu quả. Bằng không,
Hạ Thiên đã sớm không kiên nhẫn một cước bay qua. Lam Y Nhân cũng đã nhìn ra, Nam Cung Uyên ra sức như vậy khẳng định có mưu đồ khác. Cũng may hành động của Nam Cung Uyên đến hiện tại vẫn không có gì khác thường, cho nên Hạ Thiên mới có thể dễ dàng tha thứ cho hắn ta đứng nói nhảm ở đây cả nửa ngày mà không cắt ngang. Dù sao tập đoàn thần y cũng là tâm huyết của các bà vợ của hắn. Cho dù Hạ Thiên không quá quan tâm những thứ bề ngoài này, hắn cũng không cho phép người khác nói xấu và lấn áp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tình huống bên kia của Nam Cung Uyên cũng đã khí thế ngất trời. Sau đó, Nam Cung Uyên đưa cho Dịch Phu Nhân xoa sản phẩm chính hãng của tập đoàn thần y. Gương mặt của Dịch Phu Nhân bị hủy đã khôi phục lại trong thời gian ngắn. Trải qua Nam Cung Uyên đích thân thực hành, hiệu quả nổ tung, không ít người thậm chí đã hỏi giá mua ngay tại chỗ. Đồng thời, người xem cũng phẫn nộ về hành vi sản xuất hàng giả hại người tiêu dùng của Nam Cung Vũ. Giả, tất cả đều là giả. Nam Cung Vũ hoảng hốt không thôi, nhịn không được quá to, ta chỉ bảo người ta mô phỏng dưỡng nhan đan của tập đoàn thần y, cũng không phải bỏ lưu huỳnh vào, tại sao lại có thể bị cháy đến như thế? Trần Sảo Sảo cũng cảm thấy hình ảnh này giả tạo đến buồn cười, đó cũng chỉ là sản phẩm dưỡng da bình thường, tại sao lại có hiệu quả thần kỳ như vậy được? Tin hay không, chính các ngươi có thể tự mình thử một chút. Nam Cung Uyên mỉm cười nói với những người vây xem, chỗ của ta đang có một ít hàng, phát miễn phí cho những người ở đây, mọi người có thể thử ngay tại chỗ. Nghe xong, người nào cũng động tâm. Đám bảo tiêu đi theo Nam Cung Uyên bắt đầu phân phát dưỡng nhan đan. Cầm dưỡng nhan đan chính hãng, có người khịt mũi coi thường, cũng có người nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên cũng có người lá gan lớn, lúc Nio bỏ dưỡng nhan đan vào miệng mà uống. Là thật, ta cảm thấy da mặt của ta mịn màng và trắng hơn trước, mà là kiểu trắng có sinh khí. Sẹo của ta không còn nữa, quá thần kỳ rồi. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Sắc mặt Trần Sảo Sảo và Nam Cung Vũ càng lúc càng âm trầm. Bởi vì bọn họ phát hiện vận mệnh của bọn họ không ổn. Tiếp theo, ta sẽ xử lý vấn đề của hai người. Nam Cung Uyên mỉm cười nói. Nam Cung Vũ tức hổn hển, Nam Cung Uyên, người điên rồi, người đừng quên ngươi họ Nam Cung nhé, cũng không phải con trai Hạ Thiên. Người giúp đỡ tập đoàn thần y thì có chỗ tốt gì? Hạ Thiên nhếch miệng, thằng ngu ngươi muốn ăn đòn đúng không? Con của ta không thể nào rác rưởi như vậy được. Người có nghe không? Người ta căn bản chướng mắt ngươi đấy. Nam Cung Vũ hử lạnh, quát Nam Cung Uyên, ngươi tỉnh lại đi, đừng làm chuyện hại mình lợi người. Ta đương nhiên không xứng làm con của Hạ Tiên sinh rồi. Nam Cung Uyên cũng không tức giận về lời nói của Hạ Thiên, chỉ cười nhạt, nhưng ta lại cảm thấy xấu hổ vì làm cháu của ông. Cho nên, hôm nay ta nhất định phải quân pháp bất vị thân. Nam Cung Vũ thật sự không hiểu, căm tức nhìn Nam Cung Uyên. Rốt cuộc là vì cái gì? Máu chảy trên người ngươi là máu của Nam Cung gia, ăn cơm cũng của Nam Cung gia, bây giờ ngươi lại muốn giết gia gia của mình. Ông đừng suy nghĩ nhiều, ta đâu có nói muốn giết ông. Nam Cung Vũ thản nhiên nói, chỉ là ta muốn ông tiếp nhận trừng phạt mà thôi. Đương nhiên nữ nhân kia cũng giống như vậy. Nói xong, hắn ta vẫy đám bảo tiêu mang Nam Cung Vũ và Trần Sảo Sảo đi, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào để giải thích. Hạ Tiên Sinh, người có hài lòng với cách xử lý như thế nào không? Nam Cung Uyên chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Thiên, chậm rãi nói. Hạ Thiên thuận miệng đáp, chẳng ra sao cả. Thế Hạ Tiên Sinh muốn ta làm như thế nào? Thái độ Nam Cung Uyên vô cùng khiêm cung, ta cam đoan chấp hành 100%. Được rồi, Hạ Thiên ngáp một cái, lười biếng nói, chỉ là hai thằng ngu mà thôi, người cứ tự nhiên. Nam Cung Uyên chắp tay, vậy đa tạ Hạ Tiên Sinh đã thông cảm. Thật ra ta cũng rất muốn biết ngươi làm như vậy là có mục đích gì. Lam Y Nhân vẫn không nhịn được mà hỏi, ngươi không sợ chọc giận gia tộc của mình sao? Lam Tiểu Thư quá lo lắng rồi. Nam Cung Uyên đương nhiên rất tự tin, tùy ý nói, gia gia này của ta vốn là một phế vật, được đẩy ra làm con rối. Mấy năm qua, ông ta làm quá nhiều chuyện hoang đường. Trong tộc đã sớm có người muốn xử lý ông ta. Lần này, cũng may có tập đoàn thần y làm thời cơ. Hạ Thiên cũng chẳng có cảm tình gì với người trước mắt, thuận miệng nói thẳng đi, người muốn làm gì, đừng quanh co lòng vòng nữa. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được Hạ Tiên Sinh.
Nam Cung Uyên cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng, thật ra ta muốn mời Hạ tiên sinh chữa bệnh cho một người. Lam y nhân hỏi, là ai? Cha ta. Nam Cung Uyên nghiêm túc nói, 20 năm trước, ông ấy chấp trưởng Nam Cung gia. Tuy nhiên, về sau ông ấy trúng một loại kỳ độc khó hiểu. Mặc dù không chết nhưng người lại không thể nào hành động. Khi đó ta còn quá nhỏ, cho nên mới bị tên gia gia phế vật kia chiếm quyền. Lam y nhân biết rõ cuộc chiến tranh giành của Nam Cung gia. Nói nghe thì nhẹ nhõm đó nhưng bên trong khẳng định có những thủ đoạn bẩn thỉu. Kỳ độc, Hạ Thiên thoáng có chút hứng thú, kỳ đến bao nhiêu? Nam Cung Uyên do dự một chút, sau đó nhìn chung quanh rồi nói, nơi này nói không tiện lắm, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Không biết hai vị có tiện theo ta ra ngoài một chuyến không? Ông xã, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Dù sao cũng còn thời gian mà, Lam y nhân quả thật có chút tò mò. Hạ Thiên tất nhiên không quan trọng, có thể xem cũng được nhưng ta không nói nhất định sẽ chữa trị. Cảm ơn Hạ tiên sinh, cảm ơn Lam tiểu thư. Mắt Nam Cung Uyên sáng lên, hưng phấn không thôi, chỉ cần hai người chịu đi xem là được. Đó đã là nể mặt Nam Cung Uyên ta lắm rồi. Lam y nhân dặn dò Tiểu Chu hai câu, sau đó cùng với Hạ Thiên đi theo Nam Cung Uyên. Ba người bước xuống lầu, leo lên xe Nam Cung Uyên, rất nhanh đã rời khỏi tòa cao ốc. Nửa tiếng sau, ba người ngừng lại trước một biệt thự yên tĩnh. Ở đây, mời hai vị. Nam Cung Uyên đích thân kéo cửa cho Hạ Thiên và Lam y nhân, để hoan nghênh hai vị. Ta cố ý mời một người quen của Hạ tiên sinh đến, hy vọng Hạ tiên sinh không trách ta tự tung tự tác. Mặt Hạ Thiên không thay đổi, ta có người quen ở đâu ra? Này, Hạ Thiên, ngươi nói nghe vô tình quá nhỉ. Lúc này, một nữ nhân dáng người cân đối từ trong phòng bước ra, bất mãn trách móc Hạ Thiên. Hạ Thiên đưa mắt nhìn nữ nhân kia, đúng là người quen thật, tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta lại không thể ở đây? Hứa Kiều Na hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, ta chính là cố ý ở đây chờ ngươi. Lam y nhân cảm thấy lạ lẫm với Hứa Kiều Na, còn tưởng rằng đây là hậu cung dự bị mà Hạ Thiên đã chọn, chào ngươi, ta là Lam y nhân, rất hân hạnh được biết ngươi. À, ta là Hứa Kiều Na. Hứa Kiều Na không nghĩ đến Lam y nhân lại chủ động chào hỏi nàng, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Vợ Tiểu Y Y, nàng không cần chào hỏi nàng ta. Hạ Thiên khinh thường nói, nàng ta là bạn thân của Thanh Thanh nha đầu, dung mạo tuyệt không xinh đẹp, không phải là nữ nhân của ta. Lam y nhân hiểu ra, nhưng khách sáo cũng tốt mà, nếu Hứa tiểu thư là bạn của Triệu Thanh Thanh thì cũng là người của mình mà. Hạ Thiên, miệng của ngươi chẳng biết tha cho người khác. Hứa Kiều Na lắc đầu, có chút không thể nói nổi, ta thừa nhận ta không xinh đẹp bằng Thanh Thanh, càng không so sánh được với mấy bà vợ của ngươi. Nhưng nói thế nào chúng ta cũng đã từng đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ không thể làm bạn được sao? Không, Hạ Thiên lắc đầu, phủi sạch quan hệ, hơn nữa, chúng ta cũng chẳng đồng sinh cộng tử. Là vì ngươi sợ chết nên quấn lấy ta đi cứu em gái ngươi mà thôi. Hứa Kiều Na đã từng lĩnh giáo qua tính khí của Hạ Thiên, không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, chúng ta vào trong đi. Ta còn chuyện khác muốn nói với ngươi. Không hứng thú nghe. Hạ Thiên trực tiếp từ chối. Hứa Kiều Na mở to mắt, ta còn chưa nói mà. Hạ Thiên nói, thế thì tốt nhất đừng nói. Hạ Thiên, ngươi quá đáng quá. Hứa Kiều Na có chút ủy khuất, trong mắt của ngươi, chẳng lẽ ta chán ghét lắm sao? Ngay cả nghe ngươi cũng chẳng muốn nghe. Hạ Thiên ngáp một cái, đúng. Được rồi, Hứa Kiều Na hoàn toàn bó tay, vậy ta đi. Nói thì nói như vậy nhưng bước chân thì lại không di chuyển. Lam y nhân cũng phát hiện, nữ nhân này hoàn toàn không có tình cảm với Hạ Thiên, nàng ấy thật sự có chuyện muốn nhờ, nhưng không nghĩ đến Hạ Thiên lại nói thẳng như vậy. Hạ tiên sinh, ta và Hứa tiểu thư không đánh nhau không quen biết. Khi đó, ta được Thiên Cung phái đi thanh lý tổ của nàng ấy. Nam Cung Uyên bắt đầu giải thích quan hệ giữa hắn và Hứa Kiều Na, sợ Hạ Thiên hiểu lầm. Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi không cần giải thích. Ngươi quan hệ với nàng ta như thế nào, ta không có hứng thú muốn biết. Được rồi, Nam Cung Uyên lập tức thu câu chuyện lại, dẫn Hạ Thiên và Lam y nhân đến phòng ngủ chính. Cha ta đang ở bên trong, ta không thể vào được. Nam Cung Uyên đứng ngoài cửa, hơi do dự nói, trên người cha ta phát ra một cái mùi rất lạ,
người bình thường ngửi một hồi sẽ choáng đầu hoa mắt. Vượt quá 10 phút, miệng sẽ phun máu, chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, mỗi ngày ta đều phải thay người chăm sóc cho ông ấy. Ngươi mau mở cửa ra đi, Hạ Thiên không kiên nhẫn nói. Nam Cung Uyên do dự một chút nhưng vẫn làm theo. Phù, cửa phòng vừa mới mở ra, một luồng gió lạ đột nhiên phun tới, mắt trần có thể thấy được khí tức màu xanh tràn ngập, giống như có sinh mệnh nhanh chóng xông về phía đám người Hạ Thiên. Nam Cung Uyên giật mình, vô thức lui lại 2-3 bước, dùng tay bịt kín mũi miệng. Sắc mặt Lam Y Nhân hơi thay đổi, trong lòng dâng lên một sự báo động, cảm nhận được khí tức đó cực kỳ nguy hiểm. Không ổn, ông xã, chúng ta đi thôi. Vợ Tiểu Y Y, nàng không cần phải sợ, không có việc gì đâu. Hạ Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lam Y Nhân, rót vào một sợi băng hỏa linh khí, giúp tinh thần của nàng bình tĩnh lại. Đây là thứ gì thế? Lam Y Nhân cảm nhận được một dòng nước ấm trong cơ thể, nhịn không được liền hỏi. Nam Cung Uyên nhẹ giọng đáp, ta cũng không biết nữa. Sau khi cha ta bị trúng độc, trong cơ thể không ngừng tràn ngập loại khí tức này. Cho dù về sau độc tính đã được giải, nhưng vẫn lưu lại quái chứng, không cách nào trị tận gốc. Nếu nói trên thế giới này còn người có thể cứu cha ta, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Tiên Sinh. Hạ Thiên không để ý Nam Cung Uyên vuốt mông ngựa, nhưng hắn thật sự rất hào hứng, ta vào trong xem trước. Ta cũng vào, Lam Y Nhân cũng không lùi bước, đi theo Hạ Thiên. Hạ Thiên ôm lấy eo Lam Y Nhân bước thẳng vào. Hứa Kiều Na do dự một chút rồi cũng đi theo. Mặc dù nàng không phải nữ nhân Hạ Thiên, nhưng trải qua chuyện ở đảo Cuồng Hoan, nàng đại khái cũng thăm dò được tính tình của hắn. Thật ra, tính cách của Hạ Thiên giống như trẻ con, chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, hắn hoàn toàn sẽ không để ý đến ngươi. Nếu ngươi đối với hắn cực kỳ tốt, cho dù hắn không thích ngươi nhưng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tâm trạng tốt, hắn còn thuận tay giúp ngươi một chút. Hứa Kiều Na cảm thấy, nếu bây giờ không kéo Triệu Thanh Thanh vào, quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên cũng được xem là bạn bè không tệ. Mắt thấy cả ba người đều bước vào, Nam Cung Uyên cũng không còn cách nào. Dù sao Hạ Thiên cũng là hắn ta mời đến, không có lý gì người mời lại không đi theo, chủ nhân lại sợ chết. Căn phòng không lớn nhưng đồ dùng bên trong lại rất sang trọng, chỉ là không có phẩm vị, gần như tất cả đều được chế tạo bằng hoàng kim. Tuy nhiên, những thứ này cũng đang kết lên một lớp xương thật dày. Trong không khí vẫn còn lưu lại khí tức màu xanh nhạt, đậm như sương mù. Cho dù được rót vào băng hỏa linh khí, Lam Y Nhân vẫn cảm nhận được lạnh ý bên trong không khí, giống như có một thanh đao sắc bén lúc nào cũng có thể xuyên qua xương cốt của nàng. Hứa Kiều Na cảm thấy rất lạnh, nàng uống một viên thuốc đề khí làm ấm người mới miễn cưỡng chịu được. Nam Cung Uyên cũng giống như thế, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Vật kia chính là cha của ngươi. Hạ Thiên đưa tay chỉ về phía trước, ở đó có một cái giường lớn, nằm trên giường miễn cưỡng còn được tính là người. Nam Cung Uyên gật đầu, đúng vậy. Lam Y Nhân cũng nhìn thấy nhân ảnh lờ mờ kia, có dáng người nhưng trên đầu lại kết xương lạnh màu xanh. Nhìn thì giống như đã không còn sinh cơ nhưng con mắt lại mở cực lớn, thỉnh thoảng còn động đậy một chút. Uyên, Uyên Nhi, con ra ngoài đi. Người trên giường phát ra mấy tiếng vỡ vụn. Nam Cung Uyên vội vàng nói, cha, con đã mời được Hạ Tiên Sinh đến trị bệnh cho cha. Hắn chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ, nhất định có thể trị hết bệnh cho cha. Ra ngoài, người trên giường lại nói, không, không có, có ai, có thể cứu ta. Không. Không phải độc, không phải bệnh mà là mệnh, là nguyền rủa. Hạ Thiên nhếch miệng, cha người đúng là rất hào hứng, còn biết làm thơ. Hạ Tiên Sinh, Nam Cung Uyên quỳ trước Hạ Thiên, người hãy mau cứu cha ta dùm. Ông ấy sống như vậy thật sự quá đau đớn. Ta chưa từng gặp qua bệnh của cha ngươi, cũng chẳng biết là bệnh gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Nam Cung Uyên ngẩn người, lẩm bẩm, ngay cả ngươi cũng không trị được sao. Ta có nói ta không trị được à? Hạ Thiên bất mãn nói, trên thế giới này không có bệnh nào mà ta không trị được. Vậy vừa rồi ngươi, khắp gương mặt Nam Cung Uyên chỉ toàn là nghi ngờ. Hạ Thiên cũng không phản ứng Nam Cung Uyên. Bây giờ, hắn đang tập trung vào căn bệnh này. Hắn xác thực chưa từng gặp qua căn bệnh đó, thậm chí hắn còn có thể khẳng định căn bệnh này chưa từng tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên,
Hạ Thiên chữa bệnh có đôi khi cũng chẳng cần biết đó là bệnh gì. Chỉ cần sử dụng băng hỏa linh khí, phối hợp nghịch thiên bát châm, hắn có thể chữa trị tất cả các chứng bệnh. Cho dù trị không được, Hạ Thiên sẽ giết người bệnh và chứng bệnh đó, sau đó phục sinh lại là được. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà hắn muốn làm chính là nghiên cứu loại sương mù màu xanh đó là gì. Giữa ngón tay Hạ Thiên lộ ra một cây ngân châm, đâm thẳng vào mi tâm của người nằm trên giường. Cây kim vừa chạm vào mi tâm của người kia, đám sương mù giống như mặt hồ bị ném cục đá, gợn sóng từng vòng. A, Lam Y Nhân nhìn thấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đám sương mù màu xanh bay lên, nhanh chóng dính vào cây kim trên tay Hạ Thiên, trên người hắn. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, Hạ Thiên đã bị đông cứng thành một băng điêu. Hạ Tiên Sinh, Hạ Thiên, Nam Cung Uyên nhìn thấy, bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi hách tán, không khỏi kêu lên sợ hãi. Hứa Kiều Na giật mình, vô thức muốn đẩy Hạ Thiên. Ngươi dừng lại, Lam Y Nhân bình tĩnh hơn rất nhiều, đưa tay ngăn cản Hứa Kiều Na, Hạ Thiên tự có chủ trương. Hắn không lên tiếng, mọi người đừng động. Hứa Kiều Na có chút lo lắng, hắn như vậy, chúng ta không nên giúp hắn hay sao? Ngươi dự định giúp thế nào? Lam Y Nhân hỏi ngược lại. Hứa Kiều Na ngẩn người. Nàng đích thật không biết nên giúp Hạ Thiên như thế nào, nhưng cũng không thể không làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 176.